dê quý trời cho. Chương 1161, ông cụ Trương. Trương San San nghe thấy lời nói của viện trưởng Trần, lập tức ngơ ngẩn cả người, dù sao thì giọng điệu lúc nãy của viện trưởng Trần cũng vô cùng cung kính, chỉ là thằng nhóc này, cậu ta xứng à? Mà ông cụ Trương cũng sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, vị này là ai vậy? Viện trưởng Trần, ông không cần phải giới thiệu với tôi đâu. Giọng điệu của Lâm Thanh Diện bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, tiếp tục mở miệng nói, tôi với bọn họ không có gì cần nói với nhau hết. Nói xong lời này, Lâm Thanh Diện trực tiếp quay người đi ra khỏi cửa. Cái tên này thật sự quá phách lối rồi, cho dù là anh có quen biết với viện trưởng Trần, anh cũng không có tư cách lên mặt ra oai ở trước mặt của ông nội tôi như thế. Trong nháy mắt trên mặt của Trương San San tràn đầy lửa giận. Đứng lại, mặc kệ viện trưởng Trần có nói với anh hay không, cỏ tinh khiết của anh nhất định phải bán cho chúng tôi, nếu không thì xem như anh gặp đại nạn lâm đầu. Trương San San lập tức gào lên. Ha ha, đại nạn lâm đầu à, cô nói cho tôi nghe thử xem một lát nữa tôi bị đại nạn lâm đầu như thế nào. Lâm Thanh Diện bước xoay người lại, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường nhìn Trương San San, cậu Lâm, ông cụ Trương, có phải là hai người có hiểu lầm gì đó không? Mong hai người ngồi xuống trước đi đã. Viện trưởng Trần nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể cảm thấy xấu hổ, đành phải lên tiếng giảng hòa. Ông cụ Trương, cậu Lâm này là, cậu ta là. Ngoặc kép. Lúc này ông cụ Trương mới nhớ ra rõ ràng lúc nấy là do mình đã nghĩ nhiều rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng là mình căn bản cũng không nói cho viện trưởng Trần biết sốt cuộc người này là ai, cũng chưa từng nói dóc dược liệu đó là cái gì. Viện trưởng Trần chỉ nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài một hồi, làm sao có thể đúng lúc tìm được người mà ông ta muốn tìm. Hay là ông ta tự loạn trận cước, không ngờ đến ông ta tuổi đã cao lại còn phạm sai lầm như thế này. Thật là sằng bậy, San San, sao cháu lại nói chuyện như vậy được chứ? Bạn của viện trưởng Trần chính là bạn của nhà họ Trương chúng ta, cháu nhanh chóng nói xin lỗi đi. Trương San San vừa nghe thấy lời nói này của ông cụ Trương, mặc dù là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế sofa. Ông cụ Trương đã tính toán xong xuôi rồi, ông ta muốn dùng địa vị gia tộc của mình để ép buộc Lâm Thanh Diệt, trước đó ông ta vẫn luôn không nói thế lực của gia tộc mình. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì rất nhiều người xung quanh đang chú ý, hơn nữa ở độ tuổi của ông ta vẫn rất hiểu như thế nào là khiêm tốn, điều thứ hai, căn bản nó cũng không quan trọng. Mặc dù biết ánh mắt của Lâm Thanh Diện thật sự không kém, nhưng mà chưa chắc là xuất thân trong gia đình hào môn, chỉ cần ông ta có thể dùng nhiều tiền thì thằng nhóc này tuyệt đối có thể thấy tiền sáng mắt, chắp tay tặng cỏ tinh khiết cho ông ta. Nhưng mà hiện tại xem ra thằng nhóc trước mắt lại có quan hệ tốt với viện trưởng Trần. Như vậy tất nhiên đối với gia tộc của bọn họ cũng có chỗ hiểu rõ, chắc là tên tuổi gia tộc của bọn họ cũng có thể hù dọa thằng nhóc này rồi. Để thằng nhóc này ngoan ngoãn giao đồ vật ra cho mình, thậm chí còn có thể không tốn một đồng tiền nào liền có thể để cho cậu ta đưa mình. Lâm Thanh Diện xoay người lại, ông cụ Trương nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng Lâm Thanh Diện đã bị mình dọa sợ, nhưng mà trong nháy mắt nghe thấy Lâm Thanh Diện nói với sắc mặt khinh thường. Ép mua ép bán, viện trưởng Trần, đây chẳng lẽ là chuyện mà ông muốn làm à? Thẳng cho đến lúc này Trần Sở Thiên rốt cuộc mới biết rõ đây là có chuyện gì, trong lòng của ông ta lập tức cảm thấy khó để nói như thế nào, hóa ra dược liệu mà ông cụ Trương nhờ ông ta hỗ trợ tìm kiếm thế mà lại nằm ở trong tay của Lâm Thanh Diện, xem ra là ông ta không thể giúp gì trong chuyện này được rồi. Không phải đâu cậu Lâm, cậu hiểu lầm tôi rồi. Trần Sở Thiên lập tức lên tiếng nói. Trần Sở Thiên nói tất cả những chuyện ở đây cho Lâm Thanh Diện nghe một lần, mà sau khi nghe thấy đoạn hội thoại này, rốt cuộc sắc mặt của Lâm Thanh Diện mới có hơi hòa hoãn một chút. Anh còn cho rằng Trần Sở Thiên âm thầm giúp đỡ hai người trước mắt ép mình phải đi vào khuôn khổ. Nếu như mà người có được dược liệu này không phải là mình, mà chẳng qua chỉ là một người bình thường, sợ rằng sẽ khuất phục dưới sự chuyên quyền của viện trưởng Trần và bọn người nhà họ Trương, chắp tay nhường dược liệu cho bọn họ. Nhưng mà một màn này ở trong mắt của Trương San San lại không đơn giản như vậy, địa vị của Trần Sở Thiên đặt ở đó. Thế mà lại nói chuyện cung kính với cái thằng nhóc này như thế. Chẳng lẽ là mình đã bị hoa mắt rồi, nhưng mà lời tiếp theo Lâm Thanh Diện nói ra càng làm cho cô ta phải mở to hai mắt mà nhìn. Ông cụ Trương, tha thứ cho tôi nói thẳng, tôi tuyệt đối không thể cho ông gốc cỏ tinh khiết này được. Giọng điệu của Lâm Thanh Diện dễ nghe hơn lúc đầu rất là nhiều, dù sao thì bọn họ đều là người hành y, việc mà bọn họ làm đều là cứu chữa cho những người bị thương, hơn nữa lúc đầu cũng không có thâm cừu đại hận gì lớn cho lắm.
chỉ có điều là từ đầu đến cuối anh không thèm nghe Trương San San một cái nào. Gốc cỏ tinh khiết này đã bị cậu Lâm nhanh chân mua trước rồi, chúng tôi thật sự không có lý do gì để đoạt lại nó thưa ông. Cụ Trương. Trần Sở Thiên vội vàng lên tiếng nói. Mà ông cụ Trương nghe thấy Trần Sở Thiên đều đã nói như vậy rồi, ông ta lập tức chau mày lại, dù sao thì bọn họ với Trần Sở Thiên đã quen biết nhiều năm, viện trưởng Trần không có lý nào vào thời điểm này không giúp mình nói chuyện. Ông ta quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, phát hiện Lâm Thanh Diện cũng đang nhìn mình, đột nhiên ông ta phát hiện chàng trai trước mắt dường như giống với một người bạn cũ ông ta đã quen trước đó. Nhưng mà mặc dù là gốc cỏ tinh khiết này quý giá, nhưng dù sao cũng không có ai nói là trên đời này chỉ có một gốc duy nhất. Trần Sở Thiên lại nói một lần nữa, trong lúc nhất thời liền đánh gãy suy nghĩ của ông cụ Trương. Viện trưởng Trần, chẳng lẽ ý của ông là? Trương San San lập tức hứng thú mở miệng hỏi. Ngay từ đầu cháu cũng không nói với chú là hai người muốn cỏ tinh khiết, không phải chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, chả lẽ chú không thể trực tiếp tặng cho hai người một gốc cỏ tinh khiết, chú đang giữ cũng được nữa. Cái này thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên lại đưa tới cửa. Trương San San nghe thấy lời nói này, trong nháy mắt lại trở nên vô cùng kích động, căn bản cũng không thèm để ý đến Lâm Thanh Diện, ôm lấy viện trưởng Trần, cuối cùng lại dùng giọng điệu nhõng nhẽo nói. Vậy thì thật sự cảm ơn chú lắm, viện trưởng Trần. Dù sao thì Trần Sở Thiên cũng đã có tuổi rồi, lúc này lại bị Trương San San đột ngột ôm một cái, hơn nữa còn ở trước mặt của Lâm Thanh Diện. Gương mặt già nua lập tức đỏ bừng một mảnh. Nhưng mà lúc này thoại của Trần Sở Thiên lại vang lên một lần nữa, ông ta lập tức đẩy Trương San San ra, bước lên nhận điện thoại. Nói vài câu, rồi sau đó nói với Lâm Thanh Diện và ông cụ Trương. Hội giao lưu lập tức chính thức bắt đầu rồi. Chương 1162, Ngư Long hỗn tập. Lúc này khung cảnh của hội giao lưu đã chật ních người, khách đến từ nhiều nơi, có người là bác sĩ, có người là thương nhân buôn bán dược liệu. Đương nhiên trong đó cũng không có ít những tên lừa đảo ngư long hỗn tạp. Càng đi lên trên tầng cao, chất lượng của dược liệu càng có được sự bảo đảm, đương nhiên là dược hiệu cũng càng vi diệu hơn. Nhất là dược liệu ở trên hội trường trên tầng cao nhất, cho dù là vẫn chưa đạt đến cấp bậc quý hiếm trên thế giới nhưng mà nó vô cùng khó gặp trên đời này, Hứa Lệ Lệ, sao bây giờ cậu mới đến đây vậy chứ? Báo thù rửa hận. Chợt nghe thấy cách đó không xa có một người nói với cô ta. Cô ta vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, quay đầu cười một tiếng. Trước đó đã gặp phải một người quen cho nên nói chuyện vài câu với nhau ôn lại chuyện cũ, như thế nào rồi Triệu Tuyết? Ở đây toàn là mấy anh chàng đẹp trai, cậu có coi trọng người nào không thế? Mà lúc này cô gái tên là Triệu Tuyết nghe thấy lời nói này của Hứa Lệ Lệ, đương nhiên hiểu trong lời nói của cô ta có ý tứ gì. Dù sao thì bọn họ là mấy sinh viên đại học bước vào trong hội giao lưu như thế này căn bản cũng không phải là đến đây vì dược liệu. Mục đích đến đây của bọn họ chỉ là muốn câu được anh chàng đẹp trai trẻ tuổi làm bạn trai của mình mà thôi. Triệu Tuyết là một thành viên trong số đó thôi, cậu đừng có nói nữa, ngày hôm nay thật sự xui xẻo quá đi thôi, thế mà tôi không coi trọng được một người nào hết. Nghe thấy câu trả lời của Hứa Lệ Lệ, Triệu Tuyết không khỏi thở dài một hơi rồi nói. Mà lúc này Hứa Lệ Lệ chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, mặc dù Triệu Tuyết là bạn thân tốt của cô ta, nhưng mà thật sự cũng chỉ là cóc ghẻ mà đi thịt thiên Nga, cũng không chịu xem mình là người như thế nào. Dáng dấp vớ va vớ vẩn như thế, vậy mà còn muốn tìm người có tiền, quả thật chính là người xỉ nói mộng. Cũng chỉ có Hứa Lệ Lệ cô ta có học lực cao, nhan sắc cao, ngoại ngữ lưu loát, cá tính hoạt bát mới xứng tìm Bạch Mã Hoàng tử làm bạn trai của mình. Đợi đến lúc sau khi cô ta tìm người có tiền rồi, Lâm Thanh Diện cái gì đó, Hứa Bích Hoài cái gì đó, đến lúc đó đều biến thành chó của cô ta hết. Hứa Lệ Lệ cùng với một đám bạn thân của cô ta di chuyển vài vòng trong hội trường này, phát hiện những người có tiền ở trong đây trên cơ bản đều là những người lớn tuổi. Nếu như Hứa Lệ Lệ không ngại tuổi tác, hoặc là đơn thuần muốn tìm một người ba nuôi, vậy thì lựa chọn cũng không tính là ít, nhưng mà căn bản cô ta không vừa mắt. Cũng không lâu lắm. Cô ta liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Mặc dù là nghe không rõ, nhưng mấy cái câu mắng chửi giống như là đồ ngốc đồ nghèo hèn vẫn truyền đến. Một người đàn ông trung niên đang không ngừng chửi ầm lên với một cậu bé trai. Tạp chủng từ đâu đến đây, chạy nhảy lung tung đụng phải tao rồi có thấy không hả? Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt của Hứa Lệ Lệ liền phát sáng, bởi vì cô ta đánh giá người đàn ông kia từ trên xuống dưới, phát hiện người đàn ông ăn mặc vô cùng giàu có. Trên người đầy hàng hiệu, hơn nữa còn là kiểu dáng mới nhất của châu Âu.
Nếu như tài sản ở trên người không vượt qua 10 chữ số, thế thì tuyệt đối không có quần áo như vậy. Nhất là khi ánh mắt của Hứa Lệ Lệ dừng lại trên cổ tay của người đàn ông, thế mà còn mang theo một cái đồng hồ nổi tiếng có giá trị không nhỏ. Hứa Lệ Lệ luôn rất chú ý đến tạp chí thời trang quốc tế, trước kia thường xuyên được nhìn thấy loại đồng hồ này, là phiên bản siêu giới hạn Patek Philippe, căn bản cũng không phải là cái loại dùng tiền là có thể mua được, đồng thời còn có địa vị xã hội rất cao. Mà nhìn người đàn ông này có tuổi tác cũng không lớn, chắc là cũng chỉ lớn hơn cô ta mấy tuổi mà thôi, thuộc độ tuổi có thể chấp nhận được. Mà ngược lại, đứa bé đó ăn mặc không phù hợp với bình thường, ở thế kỷ 21 thế mà lại mặc loại vải lanh, dưới sự trang hoàng lộng lẫy trông rất là cổ quái. Thời đại nào rồi, còn tưởng rằng là đang diễn phim cổ trang nữa chứ, Hứa Lệ Lệ trợn trắng mắt, lập tức bước ra từ trong đám người, đứng ở bên cạnh người đàn ông, bày ra một bộ dạng như rất quen biết. Chào anh là một người đàn ông ga lăng, không thể đánh đồng với cậu bé ăn mày như thế này, làm như thế này là tự hạ thân phận của mình. Mặc dù là lời nói này giống như là đang giải vây cho bé trai, nhưng mà thật ra là đang gièm pha thân phận của bé trai, nâng cao địa vị của người đàn ông này. Nói xong lời nói này, Hứa Lệ Lệ con hất tóc của mình với người đàn ông, mặt mũi tràn đầy ý cười, trên mặt biểu hiện ra vẻ lấy lòng. Người đàn ông này thấy Hứa Lệ Lệ xuất hiện, đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút, sau đó rất nhanh liền hiểu Hứa Lệ Lệ đến đây là có ý gì, trên mặt của anh ta tràn đầy vẻ khinh thường nhìn bé trai trước mắt, sau đó lại tiếp tục mắng chửi. Cái thằng nhóc này có biết là quần áo mặc ở trên người của tao đắt đỏ đến cỡ nào không hả? Cho dù có bán này đi cũng không bồi thường nổi đâu. Cũng may là chị gái xinh đẹp này đã giải vây cho mày, nếu không thì tao sẽ làm cho mày đẹp mặt. Lúc này bé trai đứng nguyên ở chỗ đó không nhúc nhích, tất cả mọi người cho rằng cậu bé bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Cùng lúc đó, trong một góc của hội trường, Lâm Thanh Diện vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt. Anh cũng đã sớm đi tới hội trường rồi, dù là cảnh tượng trước mắt làm Lâm Thanh Diện có chút khó chịu, nhưng mà anh vẫn không muốn nhúng tay vào. Dù sao thì Lâm Thanh Diện cũng chỉ muốn tìm dược liệu mà mình cần, sau đó mua được nó, anh cũng không cần phải hấp dẫn quá nhiều lực chú ý. Dù sao thì bản thân đứa nhỏ này cũng không bị tổn thất gì hết, chỉ là biến thành bàn đạp của những kẻ có tiền mà thôi. Ai ngờ rằng cậu bé đột nhiên lại ngẩng đầu của mình lên, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía người đàn ông và Hứa Lệ Lệ ở trước mắt, chậm rãi mở miệng nói. Các người lấy lá gan từ đâu ra, ai nói là tôi không bồi thường nổi bộ quần áo rách dưới này. Đám người nghe thấy lời nói của cậu bé, đầu tiên là giật mình một chút, sau đó đồng loạt há miệng cười to, một thằng nhóc như thế này mà có thể bồi thường được bộ quần áo có giá trị không nhỏ của người đàn ông này. Nhìn quần áo của đứa trẻ căn bản cũng chả giống như là con cháu của nhà có tiền. Không phải là nhóc thật sự muốn bán mình đi đó chứ, những ông chủ ở đây cũng sẽ không thu mua nhóc đâu. Mà lúc này Hứa Lệ Lệ đang lén lút nở nụ cười, cái thằng nhóc này quả thật chính là một tên hành hạ chính cống, so sánh với Lâm Thanh Diện căn bản cũng không có gì khác nhau. Cái loại vừa nghèo hèn vừa vô liêm sỉ như thế này là loại mà cô ta ghét nhất, không có bản lĩnh mà lại thích khoe khoang. Chỉ cần Hứa Lệ Lệ vừa nghĩ tới Lâm Thanh Diện thì trong lòng của cô ta liền nổi lên một tia lửa giận. Người đàn ông nghe thấy lời nói của cậu bé, mở o hai mắt mà nhìn, cả gương mặt đều là biểu cảm khinh thường. Một tay tóm lấy cậu bé từ dưới đất lên, trong nháy mắt biểu cảm trở nên hung ác. Mày có bồi thường nổi không, lấy cái gì bồi thường? Ông nội của tôi sẽ lập tức đến bên đây thôi, ông ấy kêu tôi đến đây trước để tùy tiện nhìn xem, đến lúc đó ông ấy chắc chắn sẽ đưa cho ông tiền. Ha ha, ông nội của mày là cái thá gì chứ? Mặc dù là những người có thể bước vào tầng lầu này đều là những nhân vật lớn có mặt mũi, nhưng mà trong mắt của người đàn ông này, ông nội của cái thằng nhóc cùng lắm cũng chỉ là một người bán thuốc mà thôi. Một người bán thuốc, Vương Dã Lạc sẽ không đặt vào trong mắt. Hoặc là nói anh ta thân là cậu chủ của nhà họ. Vương ở Đông Bắc, xuất hiện ở đây, tất cả những người ở hội trường này đều không đáng để anh ta đặt vào trong mắt. Lần này anh ta đến thành phố này là có chuyện muốn thương lượng, tình cờ nghe nói ở đây có tổ chức một hội giao lưu cho nên anh ta dự định đến đây, tùy tiện xem xét, coi như là đến tham quan. Ai cũng biết là khu vực Tây Bắc của bọn họ là một nơi sản xuất dược liệu rất nổi tiếng. Chính vì vậy mà anh ta cũng có những kiến thức nhất định đối với dược liệu. Chương 1163, nhà họ Vương ở Tây Bắc. Trước đó, Vương Dã Nhạc đã ở đây rất lâu, căn bản không có nhìn thấy dược liệu vào lọt vào mắt của anh ta. So với ở Tây Bắc của bọn họ, dược phẩm của nơi này,
thật sự kém hơn rất nhiều. Ha ha, tuy cháu trai của tôi không tính là danh môn vọng tộc gì cả, nhưng bộ quần áo rách này của cậu, tôi vẫn là có thể tùy tiện đền. Lời của người đàn ông vừa rồi nói xong thì nghe thấy đằng sau truyền đến một giọng nói khinh thường. Ông nội của cậu bé này không phải là người khác, chính là Trần Sở Thiên. Lúc này có một số người bán thuốc đã nhận ra Trần Sở Thiên, bỗng chốc trong đám đông vang lên một cuộc tiếng nói bàn luận dần dần. Chỉ có điều một cuộc bàn luận này cũng không có hướng về phía người đàn ông đó, ngược lại đều cảm thấy người đàn ông đó chết đến nơi rồi. Thì ra đứa trẻ này là cháu trai của viện trưởng, chẳng trách. Đúng thế, tôi vừa nhìn đứa trẻ này, đứng mực, như thế thì biết thân thể sau lưng của cậu bé chắc sẽ không đơn giản. Quả nhiên là vậy. Ai, người đàn ông này vậy mà ngay cả viện trưởng Trần cũng dám chọc, sợ rằng cậu ta coi như là chết đến nơi rồi. Mà lúc này tiếng bàn luận dần dần ở xung quanh, không có dọa Vương Dã Nhạc, ngược lại trong lòng Hứa Lệ Lệ lập tức trở nên buồn bực, cô ta không nên chạy tới lấy lòng Vương Dã Nhạc mà đi mắng cậu bé này. Cậu bé này chính là cháu trai của viện trưởng Trần. Ngộ nhớ viện trưởng Trần phát hiện mình, đến lúc đó sợ rằng ngay cả cô ta cũng sẽ bị viện trưởng Trần xử lý. Cô ta nhân lúc mọi người không chú ý, từng bước lùi về phía sau, chậm chậm lùi về trong đám đông, trốn đi. Hứa Lệ Lệ, tôi nói cô đi đâu rồi, nửa ngày cũng không tìm thấy người, thì ra ở đây. Vừa khéo, Triệu Tuyết trong đám đông cũng phát hiện Hứa Lệ Lệ, lớn tiếng gọi. Hứa Lệ Lệ bỗng bị dọa cho tái mét mặt mày, áp bắp, nói không ra lời. Tất cả mọi chuyện, tự nhiên không thể thoát khỏi mắt của Trần Sở Thiên, ông ta chỉ là mang vẻ mặt vô cùng khinh thường liếc nhìn Hứa Lệ Lệ, sau đó xoay người sang Vương Dã Nhạc. Cậu nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể đền cho cậu. Nghe tiếng bàn luận dần dần ở xung quanh, Vương Dã Nhạc cũng đại khái biết được người trước mặt, rốt cuộc có thân phận gì. Ông ta chính là người tổ chức hội giao lưu lần này Trần Sở Thiên. Viện trưởng Trần, ý mà ông nói là xem thường nhà họ Vương tôi sao? Vương Dã Nhạc không hề tỏ ra yếu thế, lạnh lùng mỉm cười thật ra người giống như viện trưởng Trần, bối phận quả thật bất phàm, nhưng thứ quan trọng hơn chính là địa vị xã hội tiềm ẩn. Dù sao, tất cả mọi người đều sẽ sinh bệnh, một khi bắt đầu sinh bệnh, tự nhiên sẽ đến cầu Trần Sở Thiên. Ngoài chuyện này ra, Trần Sở Thiên ngược lại không có tiền tài tích lũy cả, cho nên theo Vương Dã Nhạc thấy, Trần Sở Thiên căn bản không có gì có thể so được với anh ta. Viện trưởng Trần ông căn bản không cần để tâm đến cậu ta, tôi trước đó đã nhìn rõ rồi, người đó là tự mình làm hỏng quần áo, cố ý trách tội lên đầu cháu trai của ông. Trong đám đông xung quanh đột nhiên nhảy ra vài người, tự xưng mình là người tận mắt chứng kiến sự việc. Vương Dã Nhạc nghe thấy những lời này, hơi nhíu mày, cảm thấy vô cùng hoang đường. Dù sao trước khi Trần Sở Thiên xuất hiện ở chỗ này, những người này đều là đứng ở một bên yên lặng xem, căn bản không có một tí ý tứ muốn đi giúp cậu bé này. Nhưng bây giờ, Trần Sở Thiên mời vừa xuất hiện, những người này vậy mà lập tức biến thành cỏ mọc đầu tường, bắt đầu trách tội Vương Dã Nhạc, thật không hổ là một đám người nghiêng theo chiều gió. Ha ha, chuyện này thật là đủ nực cười, chẳng lẽ người của chỗ này các ông đều là như thế sao? Vương Dã Nhạc bỗng cười lớn, sau đó trong ngữ khí tràn ngập sự khinh thường. Trần Sở Thiên, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, tôi đã nghe nói về ông từ lâu, ông chẳng qua chỉ là một lang băm mà thôi. Mọi người nghe thấy lời này, lập tức quay sang nhìn nhau. Phải biết y thuật của Trần Sở Thiên, đó có thể tính là vang danh gần xa, nếu không ông ta căn bản sẽ không trở thành viện trưởng của bệnh viện tốt nhất. Dù sao ông ta là người đã cứu rất nhiều người từ ranh giới sinh tử trở về, được ca tụng như hoa đà chuyển thế. Còn Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Vương Dã Nhạc, lông mày lại nhíu lại, Vương Dã Nhạc vậy mà thuận miệng nói một bác sĩ là một tên lang băm. Điều này quả thật là sự sỉ nhục lớn nhất đối với người hành ổ, ha ha. Nghe thấy lời của Vương Dã Nhạc, Trần Sở Thiên chỉ cười to một tiếng, ngay cả ý tứ để tâm đến Vương Dã Nhạc cũng không có, liền sải bước đi lên bục chủ trì. Ông ta hắng giọng, sau đó tuyên bố với tất cả mọi người. Hội giao lưu dược liệu, bây giờ chính thức bắt đầu. Sau đó bế cậu bé xoay người rời đi, chỉ để lại một đám người đứng ở đó, không biết nên nói gì. Nhìn một màn này, trong lòng Lâm Thanh Diện vô cùng tán thưởng. Quả nhiên, người hành y chính là có thực lực để làm vậy. Mọi người bàn tán dần dần, chỉ có Vương Dã Nhạc nhìn thấy hành động của Trần Sở Thiên, trong lòng cảm thấy mặt của mình bị tát mạnh một cái. Anh ta chọc giận đối phương như thế, đối phương vậy mà ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Điều này khiến mặt mũi của cậu cả Vương Như Anh ta biết để ở đâu. Vương Dã Nhạc nghĩ, bỗng nhìn cậu bé bên cạnh mình, ánh mắt khẽ đảo, đưa một tay ra, sờ vào. Trán của cháu trai Trần Sở Thiên. Thuận theo cái sờ này của anh ta, cậu bé mặc đồ giả thành hiệp sĩ thời cổ đại, bỗng chốc mắt trợn ngược ngất ra đất. Tiểu phu, cháu sao thế, tiểu phu. Nhìn một màn trước mắt này, mọi người bị dọa giật mình, Trần Sở Thiên vốn đã đang nói cười vui vẻ cũng từ trên sân khấu nhảy xuống, đặt cháu trai của mình nằm thẳng trên đất, bắt đầu các biện pháo sơ cứu. Vương Dã Nhạc bắt lấy cơ hội, đi vài ba bước, nhanh chóng lên bục chủ trì, nhẹ nhàng vỗ vào micro, sau đó mở miệng nói với tất cả mọi người. Trần Sở Thiên, ông không phải là nói mình là thần ý nổi danh gần xa hay sao? Ông không phải khinh thường từ lang băm mà tôi vừa rồi nói ông sao? Nếu như y thuật của ông thật sự cao minh như thế, vậy bây giờ để xem thử ông có thể cứu được người cháu trai của ông hay không? Một màn này xảy ra quả thật quá đột ngột, cả hội trường bỗng chốc loạn thành một nồi cháo. Rất nhiều người đều đứng ra một cách tự phát, có người nghĩ đối sách, thậm chí có không ít người lục tìm các loại dược liệu, chủ động dâng cho Trần Sở Thiên. Mỗi người đều muốn kêu Trần Sở Thiên thử y thuật của mình, hoặc là dùng dược liệu mà mình mang đến. Dù sao nếu như thật sự có thể cứu được tiểu phu, vậy bọn họ có thể bám vào cây đại thụ như Trần Sở Thiên rồi, bọn họ ở giới y dược trong thành phố này, có thể làm những gì mình muốn. Các người im lặng hết cho tôi. Trần Sở Thiên bỗng tức giận quát lên. Cho dù là vừa rồi ông ta bị Vương Dã Nhạc sỉ nhục là đồ lang băm, ông ta cũng có thể xem như không nghe thấy, nhưng bây giờ cháu trai của ông ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, ông ta cũng không thể giống như lúc đầu, duy trì sự bình tĩnh nữa. Mọi người xung quanh nghe thấy lời này của Trần Sở Thiên, lập tức toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, mà Trần Sở Thiên cũng rất nhanh ổn định tiếng lòng của mình, bắt đầu thể hiện y thuật của mình. Hay là, đưa tới bệnh viện, dù sao chỗ này không có thiết bị y tế. Euro ó người đề nghị đưa tiểu phu đến bệnh viện gần nhất, dù sao sợ hình như khéo quá hóa vụng, cho dù viện trưởng Trần y thuật cao siêu, ở trong tình trạng thiếu thốn thiết bị, cũng khó thể cứu được một mạng. Euro ó điều, tình huống trước mắt, điều này rõ ràng chính là không có khả năng. Vị trí của nơi này, cách bệnh viện gần nhất cũng có một khoảng cách dài nhất định. Ngộ nhỡ vừa đến muộn thì sẽ bỏ lỡ thời gian cứu chữa tuyệt nhất. Huống chỉ, dựa vào số lượng dược liệu có tại đây hôm nay thì đã vượt qua rất nhiều bệnh viện tầm trung. Viện trưởng Trần, cháu trai của ông mặt mày xanh tím, mạch tượng lại rất bình ổn, nhìn trông giống như bị trúng kịch độc, không bằng thử phối hai gốc dược liệu của chỗ tôi. Ông cụ Trương đứng ở bên cạnh mở miệng nói. Nói xong lời này, ông ta còn từ trên tay lấy ra hai gốc dược liệu chân quý, có công hiệu thanh nhiệt giải độc rất lớn. Cái gọi là quan tâm quá ắt loạn, trong lòng Trần Sở Thiên lúc này cũng hỗn loạn vô cùng, nghe thấy lời này của ông cụ Trương, đột nhiên gật đầu. Ông ta nhận lấy hai gốc dược liệu trong tay của ông cụ Trương, cẩn thận phối thuốc. Đợi sau khi ông ta phối xong, vội vàng đút cho tiểu phụ uống. Ai biết cái này vừa uống vào. Không những cháu trai không có xuất hiện bất cứ dấu hiệu chuyển biến tốt nào, ngược lại càng tồi tệ hơn. Tiểu phu vốn chỉ là ngất đi, bây giờ sắc mặt vậy mà đều trở nên trắng bệch. Chương 1164, tiểu phu trúng độc. Nhìn một màn này, Trần Sở Thiên cũng hoàn toàn ngây ra. Chuyện này đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ông ta. Ông cụ Trương ở bên cạnh cũng nhíu mày, ông A sinh ra trong gia đình có truyền thống y dược, y thuật cũng không thua kém Trần Sở Thiên. Nhưng nhất thời ông ta cũng chỉ có thể nghĩ tới cách phối như thế, vậy mà không có bất kỳ tác dụng nào, ngược lại còn khiến bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Thật là không ngờ, đường đường là viện trưởng Trần, ngay cả cháu trai của chính ông, cũng không cứu nổi. Nhìn một màn trước mắt, trên mặt Vương Dã Nhạc càng thêm khinh thường. Nói ông là lang băm ông còn không tin, ngay cả độc tôi vừa thuận tay hạ ông cũng không thể giải được, ông vậy mà cũng dám tự xưng là thần y, quả thật rất nực cười mài. Là cậu làm, ánh mắt của Trần Sở Thiên trở nên sắc bén, ông ta vừa rồi còn có hơi nghi ngờ, không ngờ tên Vương Dã Nhạc này cư nhiên thừa nhận rồi. Chẳng lẽ, bối cảnh sau lưng tên Vương Dã Nhạc này, là sự tồn tại mình không thể tưởng tượng sao? Lão Trần, chúng ta không cần sốt ruột, chuyện cấp bách vẫn là phải làm rõ tiểu phu rốt cuộc trúng độc gì, như thế mới có thể dùng thuốc đúng bệnh. Ông cụ Trương bỗng mở miệng nói, mà đạo lý. Này! Trần Sở Thiên tự nhiên cũng rất rõ ràng. Chỉ là nếu như muốn biết tiểu phu rốt cuộc đã trúng phải độc gì, ngay cả ông ta cũng không kiểm tra ra được, muốn biết nguồn gốc, xem ra chỉ có thể hỏi Vương Dã Nhạc. Nghĩ đến đây,
Trần Sở Thiên bỗng quay đầu, trầm giọng nói, chàng trai này, nếu như cậu là vì hiểu lầm vừa rồi, tôi có thể bồi thường tổn thất của cậu nhưng xin cậu đừng làm khó cháu trai của tôi. Ông nói không làm khó thì tôi không làm khó sao? Trần Sở Thiên thấy dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của Vương Dã Nhạc, không nhịn được mà nhíu mày, mặc kệ cậu rốt cuộc có thân phận gì, nếu như cháu trai tôi hôm nay có chuyện gì, cậu tuyệt đối là chết đến nơi rồi. Lúc này uy hiếp của Trần Sở Thiên, Vương Dã Nhạc nghe rồi, chẳng qua chỉ là gió thôi qua, anh ta căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Dù sao anh ta sinh ra trong thế gia của Tây Bắc. Hứa Lệ Lệ dường như cũng phát giác được cái gì, bối cảnh của người đàn ông này hình như cũng không kém, ở đây nhiều người như thế, vậy mà không có ai dám động vào anh ta. Huống chi, anh ta vừa rồi chỉ tiếp xúc nhẹ với tiểu phu thì có thể khiến tiểu phu rơi vào nguy cơ, thậm chí độc này đến Trần Sở Thiên cũng không thể giải trừ. Bản thân vừa về nước, nếu như có thể tìm được người có bối cảnh sâu, vừa có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa. Muốn đứng ở vị trí cao nhất của nhà họ Hứa, còn không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Đến lúc đó, cả nhà họ Hứa đều phải cúi người cung kính với cô ta. Hứa Lệ Lệ lúc này cũng không tránh được mà suy nghĩ ác độc, nếu như Vương Dã Nhạc có thể hạ loại độc này với Lâm Thanh Diệt, há không phải càng tốt hơn? Lúc này Trần Sở Thiên hình như nghĩ tới cái gì đó, rút điện thoại trong ngực ra ấn một số điện thoại Lâm Thanh Diệt đứng ở trong góc của hội trường, thoại trong ngực lại bỗng đổ chuông. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, lông mày của Vương Dã Nhạc lần nữa nhíu lại, thật ra cháu trai của Trần Sở Thiên khi mới trúng độc này thì anh đã định ra tay rồi. Anh sau khi dùng thần niệm quét qua cơ thể của tiểu phu thì anh đã biết tình trạng đại khái, chỉ là thấy bệnh tình này không nặng, anh cũng thật sự không muốn bại lộ thân phận, mới quyết định quan sát trước. Bây giờ Trần Sở Thiên vậy mà gọi điện thoại cho anh, là điều Lâm Thanh Diện không ngờ tới. Có điều anh cũng hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao tiểu phu chính là cháu ruột của Trần Sở Thiên, trong lúc lo lắng Trần Sở Thiên làm ra chuyện như này, quả thật là hành vi bình thường. Do Lâm Thanh Diện đang đứng ở trong góc của hội trường, bên cạnh cũng không có ai, cho dù là điện thoại đổ chuông, căn bản không có ai liên tưởng viện trưởng Trần Sở Thiên của bệnh viện tốt nhất của thành phố này, cuộc gọi đi này vậy mà là gọi cho anh. Cậu đang ở đâu, mau đến hội trường bên này, cháu trai tôi, nó sắp không xong rồi, nghe thấy lời của Trần Sở Thiên, Lâm Thanh Diện liếc nhìn ông ta ở giữa hội trường, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói một chữ. Chờ. Nói xong lời này thì anh cúp máy. Chờ. Chờ, rốt cuộc là có ý gì? Trần Sở Thiên bỗng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ ý của Lâm Thanh Diện là cháu trai của mình chỉ có thể chờ chết? Phải biết đây là cháu trai duy nhất của ông ta. Đích tôn duy nhất của nhà họ Trần. Hay là, ông ta trực tiếp cầu xin Vương Dã Nhạc ở trước mặt này, cho dù là danh tiếng mất hết, cũng phải bảo vệ tính mạng của cháu trai. Nghĩ tới đây, Trần Sở Thiên thở dài, vẻ mặt chán chường, loạng choạng đi đến trước mặt Vương Dã Nhạc. Khoảnh khắc đó ông ta dường như ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch đi vài phần. Tôi cầu xin cậu, giải độc trên người cháu trai của tôi đi. Ha ha, nếu ông đã cầu xin tôi rồi. Vậy có phải ông ta đã thừa nhận mình là lang băm rồi không? Trong ngữ khí của Vương Dã Nhạc, tràn ngập sự khinh thường. Nghe thấy lời của Vương Dã Nhạc, Trần Sở Thiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, ông ta căn bản không để tâm đến tất cả những thứ này, chỉ cần bây giờ có thể cứu được tiểu phu, ông ta cái gì cũng bằng lòng làm. Ha ha, ông bây giờ thừa nhận cũng đã muộn rồi. Tôi thay đổi chủ ý rồi. Ngoài cầu xin tôi ra, ông ta còn phải quỳ xuống dập đầu với tôi, nếu không, tôi không có khả năng ra tay. Nghe thấy lời của Vương Dã Nhạc, sắc mặt của Trần Sở Thiên lập tức thay đổi. Không cần nghi ngờ, tên Vương Dã Nhạc này hôm nay chính là cố tình đến phá rối, muốn khiến ông A mất hết mặt mũi. Nhìn dáng vẻ của Trần Sở Thiên, Vương Dã Nhạc lần nữa mở miệng nói. Ha ha, Trần Sở Thiên, nhìn trông ông hình như cũng không phải quá để tâm đến sống chết của cháu trai ông nhỉ. Ông chắc cũng rõ, thời gian giải độc tốt nhất, chỉ còn không đến 10 phút. Nếu như ông còn tiếp tục suy nghĩ nữa, nói không chừng ngay cả tôi, cũng không giải được độc này nữa rồi. Vương Dã Nhạc vừa nói, còn đặc biệt nâng một cánh tay, liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay. Mà lời này của Vương Dã Nhạc, không nghi ngờ đã đè chết cọng rơm cuối cùng của lạc đà, khiến Trần Sở Thiên mất đi hy vọng. Hai chân của Trần Sở Thiên mềm nhũn, đau đớn quỳ xuống. Khi ông ta quỳ ở trước mặt Vương Dã Nhạc, trong lòng ông ta rất rõ ràng, thanh danh cả đời này của ông ta. Coi như hoàn toàn mất hết rồi. Mà ông cụ Trương nhìn một màn này, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ha 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 ha,
viện trưởng Trần, tôi chỉ nói đùa với ông thôi. Ông vậy mà thật sự quỳ xuống rồi. Vậy thôi, Vương Dã Nhạc lại như phát điên mà bật cười, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh ta từng bước đi đến trước mặt của tiểu phu. Một tay giả bộ đưa ra lần nữa, để trên trán của tiểu phu. Được rồi, đợi thêm mấy phút nữa, cháu trai của ông lập tức sẽ tỉnh lại. Vương Dã Nhạc lúc này chỉ cảm thấy thật buồn cười, thật ra thứ anh ta hạ, căn bản không phải là độc dược gì cả, mà là một loại thuốc cầm máu phát tác chậm. Tác dụng của loại thuốc cầm máu này, chính là có thể khiến máu của người đó chuyển động chậm lại, tạo thành hiện tượng giả của căn bệnh nghiêm trọng. Chỉ là số lượng của nó khan hiếm, hơn nữa không có tác dụng gì khác, cho nên rất ít có người biết dược phẩm có công hiệu thần kỳ này. Nếu như Trần Sở Thiên có thể kiềm chế được, đợi thêm vài phút, vậy tác dụng của thuốc độc này sẽ tự nó tán đi. Vậy thì, cháu trai của ông ta cũng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Ông ta trước đó không ngừng nhìn đồng hồ của mình, chính là đang xác định cháu trai của Trần Sở Thiên, còn có mấy phút nữa sẽ tỉnh lại. Chỉ đáng tiếc những người xung quanh này, căn bản không hiểu thuốc cầm máu của mình, rốt cuộc có biển ảo khó lường như thế. Tất cả mọi người đều cho rằng động tác của Vương Dã Nhạc vừa rồi là đang giải độc cho tiểu phu, thật ra anh ta cái gì cũng không có làm. Trần Sở Thiên dù sao là người học y hiểu biết sâu rộng, nhìn thấy một màn này, cũng bỗng hiểu ra, vừa rồi một chữ mà Lâm Thanh Diện nói với ông ta, là bảo ông ta chờ. Trần Sở Thiên cười khổ, chỉ cảm thấy trong lòng chua chát một trận, không ngờ hôm nay vậy mà lật thuyền trong mương. Vào lúc này, trong đám đông đăng sau Vương Dã Nhạc đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Ông Vương, thời gian của chúng ta không còn nhiều rồi, vẫn là mau chóng trở về thôi. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi cũng vừa hay chơi đủ rồi. Nơi này căn bản không có chút thú vị gì cả. Nghe thấy lời này, Vương Dã Nhạc bỗng cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, sau đó xoay người đi về phía cửa. Vào lúc này anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện luôn đứng ở trong góc, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt của hai người đều không có chút thay đổi nào. Chương 1165, Vương Dã Nhạc. Lúc này Hứa Lệ Lệ vô cùng kích động, vừa rồi Vương Dã Nhạc thể hiện sức mạnh, thật sự chính là bạch mã vương tử hoàn mỹ trong lòng cô ta. Chỉ ra tay một lần lại có thể khiến cho một nhân vật lớn như Trần Sở Thiên ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt anh ta. Hứa Lệ Lệ vội vàng nhanh chân đuổi theo, muốn tạo mối quan hệ với Vương Dã Nhạc. Mà lúc này Lâm Thanh Diện lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện thoại cho người nhà, người nghe máy là quản gia. Cậu chủ, xin chào. Điện thoại vừa mới kết nối, đầu kia liền truyền giọng nói vô cùng cung kính của quản gia, mà Lâm Thanh Diện cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi vấn đề chính của mình. Ông có biết nhà họ Vương không? Nghe thấy Lâm Thanh Diện hỏi như vậy, quản gia lập tức trả lời. Cậu chủ, theo tôi được biết, tỉnh này của chúng ta hình như không tồn tại cái gọi là đại gia tộc nhà họ Vương gì đó, còn những nơi khác tôi cũng không rõ lắm. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, sau đó cúp điện thoại trong tay. Phải biết rằng vừa rồi Vương Dã Nhạc thể hiện thủ đoạn đó, anh đã từng nhìn thấy. Năm đó, có rất nhiều người ở trước mặt anh lợi dụng loại thảo dược đặc thù này, chế tạo ra một loại trạng thái chết giả, muốn thoát chết, nhưng cuối cùng vẫn bị anh nhìn thấy và chết trong tay anh vậy nên lúc ấy Lâm Thanh Diện chỉ là cho Trần Sở Thiên một lời nhắc nhở để ông ta chờ đợi. Chỉ cần chờ mấy phút, cháu của ông ta tự nhiên sẽ tỉnh lại, bởi vì hiệu quả của độc dược này đương nhiên sẽ bị thân thể giải trừ. Ngoại trừ việc đầu óc hơi choáng váng, cũng sẽ không gây bất cứ tổn thương nào cho thân thể. Mà người họ Vương đó có thể sử dụng loại độc này, như vậy gia tộc của anh ta chắc chắn có vô số liên hệ với những người kia. Sau khi Lâm Thanh Diện nhận ra điểm này, cũng không quan tâm đến diễn biến của cuộc gặp gỡ giao lưu này sẽ phát triển thế nào sau đó, dù sao trong tay anh cũng đã có được hai bảo bối, coi như không uổng phí một chuyến này. Trầm tư một lát, Lâm Thanh Diện trực tiếp liền xoay người, nhanh chân rời khỏi hội trường. Đúng lúc anh nhìn ra ngoài cửa, Hứa Lệ Lệ đang vây quanh người Vương Dã Nhạc nói điều gì đó, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt. Mà nhìn thấy cảnh này, Lâm Thanh Diện cũng không hề có ý muốn hiểu. Nhìn hành vi mập mờ của hai người, Hứa Lệ Lệ ra vẻ thẹn thùng, cũng có thể đoán được, chuyện bọn họ đang nói chẳng qua chỉ là chuyện giữa nam và nữ. Điện thoại trong ngực Lâm Thanh Diện đột nhiên vang lên. Anh vừa kết nối máy liền nghe được một giọng nói vô cùng lo lắng từ đầu dây bên kia truyền đến. Cậu chủ, việc lớn không tốt, trước đó cậu lấy được một tổ dược liệu bảo bối kia, hình như xảy ra vấn đề. Sau Lâm Thanh Diện nghe được câu nói này, lập tức nhíu mày, trước gió mình vì muốn cứu vợ mà mở ra vườn dược liệu, thu thập các loại thuốc kỳ lạ trên thế giới. Những thứ thuốc này,
đều đã được xác nhận qua thần thức của mình, không hề giả. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà ở đầu dây bên kia, giọng nói của thư ký đang vô cùng căng thẳng. Một số dược liệu dường như đã chết. Nghe được lời nói này, sắc mặt Lâm Thanh Diện càng thêm khó coi, trực tiếp bắt xe lao nhanh về phía vườn dược liệu mà trước đó anh đã gửi tới. Vừa rồi, thư ký phụ trách nơi này đúng lúc nhận được điện thoại của nhân viên làm việc nói rằng dược liệu mà anh tự mình đưa tới đã sắp không xong rồi. Thậm chí một số dược liệu có giá trị không nhỏ ở xung quanh cũng bắt đầu khô héo, phải biết rằng đây có thể tính là một chuyện lớn. Lâm Thanh Diện cũng đã dặn dò anh ta từ trước, nếu như những dược liệu này có vấn đề gì, nhất định phải nói cho anh biết trước tiên. Thư ký đành phải cố gắng chống đỡ, có thể sẽ chịu lửa giận của Lâm Thanh Diện, gọi điện thoại cho. Lâm Thanh Diện, rất nhanh Lâm Thanh Diện liền chạy tới đây. Vị thư ký kia đang đứng ở bên ngoài chờ đợi. Lâm Thanh Diện vừa mới tới đây mặt mũi đã vô cùng bất mãn tức giận hét lên. Đây rốt cuộc là thế nào? Vừa nói lời nói này, Lâm Thanh Diện vừa quét mắt nhìn về phía trong vườn thảo dược, quả nhiên giống như những gì thư ký đã nói với mình, vài cọng dược liệu đã bắt đầu khô héo. Không chỉ khô héo, mà có thể dùng từ không có sức sống để mô tả. Mà những vườn dược liệu xung quanh tất cả đều là cảnh tượng khô héo, Lâm Thanh Diện lập tức nổi nóng khi nhìn thấy cảnh này. Có thể biến thành thế này, hoàn toàn không phải chuyện ngày một ngày hai. Đều tạo thành tình huống thế này, có lẽ chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là nhân viên đã không nghiêm túc chăm sóc chúng, lúc này mới khiến cho dưỡng chất của chúng không đủ, vậy nên mới biến thành thế này. Lâm Thanh trực tiếp quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy tức giận nói với thư ký. Rốt cuộc là ai phụ trách quản lý những dược liệu này? Anh vừa mới nói xong câu nói này, liền có một người đàn ông trung niên đứng dậy. Mặt mũi đầy hoảng sợ mở miệng nói. Tôi là người phụ trách ở đây, Diệp Phàm. Giờ phú này toàn thân Diệp Phàm đang run rẩy kịch liệt. Ông ta đã làm việc trong nhà họ Lâm một thời gian dài, vị thư ký trước mặt này đương nhiên ông ta nhận biết, địa vị ở trong nhà họ Lâm không hề thấp. Vị thư ký đối với người đàn ông ăn mặc giản dị này lại vô cùng cung kính, thậm chí trên mặt còn viết đầy kiêng kỵ. Người đàn ông này chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Có thể là một tiểu bạch kiểm được một tầng lớp thượng lưu nào đó của nhà họ Lâm bao nuôi, cũng khó nói. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, Lâm Thanh Diện trầm tư một chút, sau đó yêu cầu một lời giải thích từ phía Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm ấp úng hồi lâu, hoàn toàn không thể nói ra bất cứ lý do gì. Ông ta đành phải thoái thác hết tất cả những phương pháp mà mình đã học được để chăm sóc dược liệu trước đó. Ông ta nói rằng những phương pháp này không đúng, vậy nên mới khiến những dược liệu này bị chết. Mà nghe thấy Diệp Phàm nói những lời này, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy nực cười, những cách chăm sóc đều là do anh tự mình dặn dò bọn họ, rốt cuộc có vấn đề hay không, chẳng lẽ anh không biết rõ sao? Tên thật sự coi anh là kẻ ngu ngốc sao? Anh vô cùng tức giận quát lớn, phát tiền lương tháng này cho người này, sau đó để ông ta cút đi, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy ông ta. Những dược liệu này quan trọng thế nào với anh, đương nhiên không có cách nào dùng tiền tài để đo được. Anh không xử lý người đàn ông này, chỉ đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Lâm, đây đã là sự nhân từ lớn nhất đối với người đàn ông này. Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không có ý cảm kích, vừa nghe thấy Lâm Thanh Diện muốn đuổi ông ta ra ngoài, không biết ông ta lấy dũng khí ra đâu, lại hét lớn với Lâm Thanh Diện. Này, tôi ở đây nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Anh là tiểu bạch kiểm do cấp trên nào bao nuôi, có hiểu gì về tôi không, cứ như vậy mà xử lý tôi sao? Anh có tư cách này sao? Diệp Phàm đã hoàn toàn thông suốt. Dù sao ông ta cũng biết, làm việc ở đây được đãi ngộ vô cùng tốt, rất nhiều người vót đến nhọn cả đầu cũng không vào được nhà họ Lâm. So với việc ngồi chờ chết, không bằng liều một phen. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh lùng, anh hoàn toàn không muốn nói gì nhiều với Diệp Phàm. Bây giờ anh chỉ muốn xem những dược liệu này còn có một chút hy vọng sống nào hay không. Dù sao rất nhiều dược liệu trong đó đều là do anh phí rất nhiều tâm tư mới thu thập được. Không phục đúng không? Lâm Thanh Diện quay đầu nói với thư ký. Thế đấy, cậu xem đó mà làm. Tóm lại, cho tôi một lời giải thích. Thư ký nghe thấy Lâm Thanh Diện nói ra lời này, đương nhiên hiểu rằng anh thật sự đã nổi giận. Người đâu, đem tên này kéo ra ngoài cho tôi. Thư ký trực tiếp vẫy vẫy tay, ngay sau đó liền có vài người đột ngột xông lên, kéo Diệp Phàm đi ra ngoài. Chương 1166, dám đuổi tôi. Mẹ nó, tên đàn ông ăn bám này, cậu dám làm chuyện thế này với tôi, cậu chờ đó cho tôi,
cậu sắp chết đến nơi rồi. Trước khi bị kéo ra ngoài, Diệp Phàm vẫn còn gào thét điên cuồng. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không muốn để ý đến ông ta, tâm tư của anh đã hoàn toàn đặt ở trên những dược liệu này. Bởi vì những dược liệu này, rất nhiều loại võn đã nguy cấp, nếu không nhanh chóng cứu chữa bọn chúng, có lẽ sẽ không đủ sức xoay chuyển. Lập tức tăng cường bố trí chất dinh dưỡng. Lâm Thanh Diện nói, còn nữa, nhanh chóng tìm một chút nước đến, từ giờ trở đi, mỗi một giờ đồng hồ đều phải tưới nước một lần. Đã hiểu. Thư ký nhanh chóng trả lời, sau đó dưới sự chỉ đạo của Lâm Thanh Diện, bọn họ tiến hành các biện pháp khẩn cấp. Cũng là do Lâm Thanh Diện bố trí thỏa đáng, thời gian dần trôi qua, những dược liệu này dần dần không còn dấu hiệu khô héo, mơ hồ hiện ra một chút sức sống. Tận mắt nhìn đến một màn này, đôi mắt xinh đẹp của thư ký trừng lớn. Chẳng trách Lâm Thanh Diện lại coi những dược liệu này quan trọng như vậy. Những dược liệu này cho thấy năng lực tái sinh mạnh mẽ như thể, vậy tác dụng chữa bệnh của bọn chúng có lẽ cũng là hiếm thấy trên thế gian. Mà nhìn cảnh này, cuối cùng trái tim Lâm Thanh Diện cũng thả lỏng. Những dược liệu này vô cùng hiếm thấy, đối với môi trường sinh trưởng đương nhiên cũng vô cùng hà khắc. Nhất là bọn chúng bị mình cấy ghép từ nhiều nơi khác nhau tới đây, cho dù anh đã chọn nơi này cũng vô cùng phì nhiêu, nhưng nếu chăm sóc những dược liệu này không tốt thì mình cũng phí công nhọc sức. Nhìn những dược liệu trước mắt có dấu hiệu cải tử hồi sinh, trái tim đang căng thẳng của thư ký rốt cuộc cũng để xuống, quay người nói với Lâm Thanh Diện. Anh Lâm, Diệp Phàm do một tay tôi bồi dưỡng. Tôi thật không ngờ ông ta sẽ nói với ngài như vậy, tất cả những thứ này đều là vấn đề của tôi, xin ngài trừng phạt tôi. Lâm Thanh Diện lườm anh ta một cái. Năng lực làm việc của người thư ký này, mình vẫn luôn hết sức hài lòng, hơn nữa những dược liệu này cũng chưa thật sự có tổn thất gì, vậy nên cũng không có ý muốn trách phạt. Lần sau không được như vậy nữa, Lâm Thanh Diện trầm tư nói, những dược liệu này vô cùng quan trọng với tôi. Đã hiểu. Tuyệt đối sẽ không có lần sau, thư ký vội vàng nói. Lúc này, gia đình Hứa Lệ Lệ đang tổ chức tiệc trong phòng riêng của một khách sạn. Hóa ra trước đó, sau khi rời khỏi buổi giao lưu, Hứa Lệ Lệ đã nhanh chóng quấn lấy Vương Dã Nhạc. Tên nhóc Vương Dã Nhạc này, vốn cũng rất giỏi chuyện này. Trước đó còn có nhiệm vụ, đương nhiên không cho phép anh ta giao thiệp với Hứa Lệ Lệ. Bây giờ viện trưởng chân thua dưới chân mình, lại có người đẹp ôm ấp yêu thương. Cái này coi như là chiến lợi phẩm. Vậy nên anh ta cũng ỡm ờ, đồng ý với lời mời của Hứa Lệ Lệ, đi đến bữa tiệc của nhà bọn họ. Ngũ quan của Hứa Lệ Lệ cũng coi như thượng thừa, cộng thêm việc bản thân chịu ảnh hưởng lớn từ phương Tây, ăn mặc cũng rất hở hang, đây thật sự là món ăn của Vương Dã Nhạ. C người phụ nữ như vậy đưa tới cửa, anh ta có lý do gì để không nhận đây? Hứa Vệ Quốc, ba của Hứa Lệ Lệ lúc này trong lòng đương nhiên là vô cùng đắc ý. Trên mặt tràn đầy sự hưng phấn. Lúc trước ông ta đã từng nói chuyện phiếm với Vương Dã Nhạc, ông ta đương nhiên biết về nhà họ Vương ở Tây Bắc, đây chính đại gia tộc thanh danh hiển hách khắp cả nước, ông ta không thể không tán thưởng nhìn về phía Hứa Lệ Lệ. Lần này con gái thật sự làm quá tốt, thật sự có cách để trong một khoảng thời gian ngắn có thể có mối quan hệ thân mật với cậu cả nhà họ Vương như vậy. Bằng cách này, mình sẽ không cần phải đặt trọng tâm ở nước ngoài, hoàn toàn có thể mượn thế lực nhà họ Vương. Một lần nữa phát triển trong nước, để đám bạn bè người thân nhìn thấy ông ta châu bò. Nhà họ Vương của cháu nếu có thể kết thông ra với nhà chúng tôi thì thật sự là phúc phần tổ tiên nhà chúng tôi tích được. Hứa Vệ Quốc nói, chủ động kính rượu Vương Dã Nhạc. Bác trai, khách khí rồi, đều là người một nhà cả. Vương Dã Nhạc nghe Hứa Vệ Quốc nói như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, đối với Hứa Lệ Lệ, anh ta chỉ là chơi đùa tùy tiện mà thôi. Loại thế lực mà đến ngay cả nhà họ Hứa cũng vứt bỏ, thế mà lại vọng tưởng kết thông ra với nhà họ Vương của bọn họ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Mặc dù trong lòng Vương Dã Nhạc rất coi thường Hứa Lệ Lệ, nhưng anh ta không biểu lộ ra chút nào, dù sao thì cho dù không nhìn vào sắc đẹp của Hứa Lệ Lệ, nếu có thể có một chút thế lực ở đây, đó cũng là một lựa chọn vô cùng tốt hoặc là dứt khoát nói, Vương Dã Nhạc cảm thấy, gia đình Hứa Vệ Quốc và Hứa Lệ Lệ hoàn toàn có tư cách để làm chó của anh ta. Hứa Thiên Địa. Anh trai của Hứa Lệ Lệ kích động đến mức mặt đỏ bừng, không ngừng mời rượu Vương Dã Nhạc, em rể, đến đây, em uống nhiều một chút. Đừng khách khí, hãy coi đây là nhà của mình. Phải biết, tuổi của Vương Dã Nhạc còn lớn hơn so với Hứa Thiên Địa 5-6 tuổi, bây giờ Hứa Thiên Đại lại không biết ngượng gọi Vương Dã Nhạc là em rể, đây thật sự là không biết xấu hổ. Huống chỉ, đây là lần đầu tiên Vương Dã Nhạc đến nhà Hứa Lệ Lệ. Mà giờ khách này người đặc ý nhất.
không ai khác ngoài Hứa Lệ Lệ. Lần này trong buổi gặp gỡ có thể câu được con cá lớn Vương Dã Nhạc này, trong lòng cô ta vô cùng hưng phấn và hạnh phúc. May mắn là trước đó, mình không có ý định tìm một người đàn ông khác, đây thật sự là quá sáng suốt. 3. Nếu đây đã là buổi họp mặt gia đình, chúng ta có phải nên mời gia đình của Lâm Thanh Diện tới sao? Hứa Lệ Lệ nhắc nhở. Trong lòng cô ta biết rõ, khoan hãy nói đến bối cảnh và thực lực của Vương Dã Nhạc, chắc chắn có thể hung hăng dâm đạp Lâm Thanh Diện dưới chân. Chỉ dựa vào những bức hình của Lâm Thanh Diện, nếu như hôm nay cô ta có thể gọi tất cả người nhà Lâm Thanh Diện đến đây, sau đó công khai với mọi người. Vậy hôm nay thể diện của tất cả mọi người trong gia đình anh ta cũng đều bị ném sạch. Có lý, chuyện tốt thế này, sao có thể không gọi người ta đến chứ? Hứa Vệ Quốc lập tức dặn dò Hứa Thiên Địa, con trai, con mau đi mời người trong nhà tới, chúng ta cùng dùng bữa tối gia đình. Hứa Thiên gật đầu, nhưng gọi một vòng, người nhà họ Hứa đều từ chối báo bận, không tới được. Hứa Thiên Địa hiểu rõ, cho dù gia đình anh ta ở bên ngoài huy hoàng đến mức nào thì người nhà họ Hứa vẫn coi thường bọn họ, hừ, đám cà trớn các người, chờ đến khi em gái tôi gả cho nhà họ Vương. Tôi sẽ để đám mắt chó coi thường người khác các người, tất cả đều nằm dạp xuống đất. Anh ta vừa nghĩ, vừa tiếp tục gọi điện thoại cho bác trai Hứa Quốc Hoa của mình. Nhưng nghe máy lại là một phụ nữ. À, là cháu trai lớn sao? Ta là bác gái của cháu, vừa mới kết hôn với bác trai cháu, ta là Sở Nguyệt, đối phương tự giới thiệu mình. Hứa Thiên Địa sửng sốt một chút, sớm nghe nói vị bác trai này đã đuổi vị bác gái kia ra khỏi nhà, cấp tốc ly hôn. Chỉ không ngờ, nhanh như vậy đã sớm tái hôn rồi ư. Hừ, kết hôn lần thứ hai mà đến cả nhà mình cũng không thông báo sao. Hứa Thiên Địa oán hận trong lòng, giọng nói lạnh hơn, a, bác gái, ba con mời mọi người đến nhà con dùng cơm. Được, ta biết rồi, chúng ta nhất định sẽ đến dự. Sở Nguyệt nói đồng ý, câu trả lời dứt khoát như vậy khiến Hứa Thiên Địa không khỏi sửng sốt một chút. Được, được, vậy tôi sẽ chờ mong ngài đến dự. Đặt điện thoại xuống. Sở Nguyệt phát chéo chân nhìn về phía Hứa Quốc Hoa đang ở bên cạnh. Có nghe thấy không, cháu ông mời ông qua nhà bọn họ ăn cơm, ông đi chuẩn bị một chút rồi qua đi. Giọng điệu của Sở Nguyệt đậm chất ra lệnh, nhưng Hứa Quốc Hoa lại tỏ vẻ ngốc trệ như người dối. Vâng, chủ nhân. Đúng rồi, nhân tiện kêu con gái và con rể của ông đi cùng. Sở Nguyệt nheo mắt lại, liếm môi một cái đúng lúc, cũng là thời điểm gặp anh ta một lần. Chương 1167, cút ra ngoài. Lâm Thanh Diện nhận điện thoại, chỉ cảm thấy nghi ngờ. Bình thường bố vợ không phải rất ghét mấy người nhà Hứa Vệ Quốc sao? Tại bây giờ lại muốn đi. Nhưng anh cũng không từ chối, dù sao cũng là buổi gặp mặt gia đình, đi thì đi. Ngay sau đó Hứa Bích Hoài lái chiếc Mercedes-Benz của mình đi về phía khách sạn, trước khi lên xe đã gửi địa chỉ bọn họ gặp gỡ cho Lâm Thanh Diện. Nhân viên phục vụ ở cửa khách sạn đương nhiên đã từng gặp rất nhiều xe sang trọng. Sau khi nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz này, đương nhiên bọn họ hiểu rằng những người có thể lái chiếc xe thế này thân phận chắc chắn không bao giờ thấp. Quả nhiên, sau khi chờ đợi một lát, bọn họ liền thấy một đôi chân dài thẳng tắp từ cửa xe Mercedes-Benz bước xuống. Hôm nay Hứa Bích Hoài thật sự rất đẹp, cô mặc một bộ váy dài màu tím, nâng đỡ gương mặt xinh đẹp kia, thật giống như tiên nữ giáng chân. Hứa Bích Hoài vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tất cả những ánh mắt của những người đàn ông ở đây. Trong phòng riêng ở tầng cao nhất, Hứa Thiên Địa đang không ngừng mời rượu Vương Dã Nhạc, mà giờ phút này, đúng lúc gia đình Hứa Bích Hoài đi vào phòng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Bích Hoài, Vương Dã Nhạc lập tức ngây ngẩn cả người. Một người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ như Hứa Bích Hoài, ngay cả nhìn thôi anh ta cũng chưa từng nhìn thấy, nhìn thế này, Hứa Lệ Lệ ngồi ở bên cạnh thật sự chẳng khác gì một người phụ nữ quê mùa. Vương Dã Nhạc lập tức đứng lên, hướng Hứa Bích Hoài hỏi, vị này là ai? Hứa Lệ Lệ vừa nhìn thấy cảnh này, mặt mũi lập tức tức giận trả lời. Cô ta là Hứa Bích Hoài, là con của chú ruột Imo. Lúc này Vương Dã Nhạc mới nhận ra rằng hành động vừa rồi của anh ta thất thố đến mức nào, dù thế nào đi nữa anh ta cũng là người nhà họ Vương ở Tây Bắc, người đẹp thế nào mà chưa từng gặp qua. Vậy mà lại vì một người phụ nữ như vậy mà bối rối. Lúng túng ho khan vài tiếng. Anh ta lần nữa ngồi vào vị trí của mình. Hứa Vệ Quốc nhanh chóng giới thiệu mấy người này cho Vương Dã Nhạc, khi ông ta giới thiệu Vương Dã Nhạc với gia đình Hứa Bích Hoài, đến ngay cả lỗ mũi cũng sắp vính lên đến tận trời. Dù sao thân phận và địa vị của Vương Dã Nhạc chính là đặt ở đây.
nhất là khi đặt chung với Lâm Thanh Diện để so sánh, thân phận và địa vị đó, chắc chắn Lâm Thanh Diện không đủ khả năng để sánh được. Hứa Quốc Hoa vốn cho rằng lần này mời ông ta tới đây là muốn lấy lòng gia đình ông ta, không ngờ khi vừa mới xuất hiện, Hứa Vệ Quốc đã không ngừng ca ngợi con rể mới của gia đình bọn họ. Ông ta lập tức cảm thấy buồn cười, con hàng này sao có thể so sánh với Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện cũng đã đến khách sạn. Thực sự xin lỗi, tôi tới trễ. Lâm Thanh Diện đẩy cửa đi vào, nhưng lời xin lỗi này của anh, chỉ để cho một mình Hứa Bích Hoài nghe. Ha ha ha, Lâm Thanh Diện, cậu tới thật sự muộn, phải tự phạt ba chén, tôi có nghe nói tửu lượng của cậu rất tốt. Hứa Vệ Quốc lập tức đứng lên, hướng Lâm Thanh Diện nói nếu như lúc này không biết nguồn gốc mối quan hệ giữa anh em nhà họ Hứa này rốt cuộc sâu sắc đến mức nào, nhìn thấy cảnh tượng gia đình hòa hòa thuận thuận thế này, chắc chắn sẽ cho rằng mối quan hệ của bọn họ vô cùng tốt đẹp. Lúc này Lâm Thanh Diện lại hoàn toàn không có ý định nói chuyện, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hứa Bích Hoài. Hứa Thiên Địa nhìn Lâm Thanh Diện dám phớt lờ lời nói của ba mình, lập tức khó chịu. Thế nào, em rể, ba tôi nói chuyện với cậu, cậu bị điếc sao? Vốn Hứa Thiên Địa còn muốn giới thiệu một chút về thân phận của Vương Dã Nhạc, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện đứng dậy, quay đầu chừng Hứa Thiên Địa một cái. Cái nhìn này, giống như khối băng bên trong hầm băng, lập tức đâm thủng lớp phòng ngự trong lòng Hứa Thiên Địa. Anh ta lập tức bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, không hiểu tại sao ánh mắt của một người lại có thể sắc bén như vậy. Hứa Lệ Lệ thấy anh trai lắp bắp, trong lòng cười lạnh. Lâm Thanh Diện, tên nhóc cậu thật sự không biết xấu hổ. Cô ta cố ý lắc lắc chiếc điện thoại trong tay mình với Lâm Thanh Diện, vẻ mặt tràn đầy sự uy hiếp. Trước đó trong cuộc họp trao đổi khoa y, cô ta đã cảnh cáo Lâm Thanh Diện một lần, cô ta có bằng chứng ăn bám của An Hy mặc dù ở trước mặt cô ta, Lâm Thanh Diện không tỏ vẻ quan tâm chút nào, nhưng theo quan điểm của Hứa Lệ Lệ, đó chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi, nếu anh đã không sợ, cũng đừng trách tôi không khách khí. Hứa Lệ Lệ đứng dậy, đi đến bên cạnh Hứa Bích Hoài, vô tình hay cố ý đem điện thoại di động của mình đưa cho Hứa Bích Hoài, mở miệng nói. Hứa Bích Hoài, cô giúp tôi xem mấy tấm hình lúc trước tôi chụp thế nào. Hứa Bích Hoài nhận điện thoại, chỉ thấy ảnh chụp trên điện thoại di động, hoàn toàn không nhận ra người này là Hứa Lệ Lệ, bởi vì đã bị Photoshop đến mức các đường nét trên mặt đều thay đổi. Cô kéo ra sau, còn có rất nhiều tấm ảnh, đẹp me. Sở Nguyệt ngồi bên cạnh nghe được lời nói này, cũng nhanh chóng thỏ đầu qua thăm dò. Bà ta có thể nhận ra được, hôm nay Hứa Lệ Lệ cố ý nhằm vào Lâm Thanh Diện, nếu đã như vậy, đằng sau chắc chắn có trò hay. Quả nhiên! Bức ảnh Lâm Thanh Diện đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp đã lọt vào tầm mắt của ba người vừa nhìn thấy tấm hình này, Sở Nguyệt đã giật lấy điện thoại của Hứa Lệ Lệ và giơ lên. Lâm Thanh Diện, cậu như vậy là đang cấu kết với những người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Ngoặc kép, Hứa Lệ Lệ nhìn thấy cảnh này, làm ra vẻ hối hận, hai, đều là tôi không cẩn thận chụp được. Các người đừng truyền ra ngoài, mau trả điện thoại lại cho tôi. Mà Hứa Vệ Quốc thấy con gái mình làm ra chuyện này. Trong lòng cuối cùng cũng hiểu là có ý gì, ông ta không thể không tán thưởng trong lòng, con gái của mình thật sự quá tuyệt vời. Lâm Thanh Diện nghe xong lời này, lập tức nhíu mày, anh không ngờ Hứa Lệ Lệ lại có thể hèn hạ như vậy. Hứa Bích Hoài, mặc dù ta không phải mẹ ruột con, nhưng cũng là dì con. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, chồng con ở bên ngoài vụng trộm, thật sự mất mặt. Sở Nguyệt cố ghen châm ngòi. Dì, có thể dì không hiểu rõ về Lâm Thanh Diện rồi. Anh ấy không phải loại người như vậy. Hứa Bích Hoài vội vàng giải thích cho Lâm Thanh Diện. Sở Nguyệt hơi động lòng, ghé mắt liếc Hứa Quốc Hoa một cái, ánh đỏ trong mắt lập tức lóe lên. Hứa Quốc Hoa giống như bị điều khiển từ xa, thân thể lung lay, máy móc đứng lên, nổi giận nói, Lâm Thanh Diện. Lúc con gái của tôi gặp khó khăn, câu lại tiêu dao ở bên ngoài. Còn muốn con gái tôi giúp cậu che giấu, đồ không biết xấu hổ. Ly hôn, hai người nhanh chóng ly hôn cho tôi. Tất cả những thứ này đều không bình thường, đương nhiên là không thể che giấu được con me của Lâm Thanh Diện. Thương nguyên giới, cổ thuật. Chẳng trách ba vợ Vân luôn kỳ lạ, trước đó luôn lấy lòng anh bằng mọi cách, bây giờ lại ghét bỏ như vậy, có vẻ như đã bị trúng cổ. Lâm Thanh Diện lườm Sở Nguyệt một cái, xem ra người mẹ vợ mới này, địa vị rất không đơn giản. Chỉ có điều rốt cuộc bà ta muốn làm gì đây? Ly hôn, ba, không nghiêm trọng như vậy chứ? Hứa Bích Hoài cầm bức ảnh trên bà lên, cẩn thận phân biệt và nói, ba, con nhớ ra rồi, đây là bạn của Lâm Thanh Diện, trước đó cũng con đã từng gặp,
Lâm Thanh Diện không ngờ Hứa Bích Hoài lại tin tưởng mình như vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Chỉ cần bà xã tin tưởng anh, cho dù người khác nói thế nào, đối với Lâm Thanh Diện mà nói, đều không cần thiết. Chương 1168, tên này ở đây. Hứa Lệ Lệ khựng lại, cô ta không ngờ Hứa Bích Hoài lại nói như vậy. Nhưng không sao, dù sao Lâm Thanh Diện cũng không phải chỉ cấu kết với một người phụ nữ, cô ta còn có những chứng cứ khá. C. Mọi người xem đằng sau còn có những tấm hình người phụ nữ khác, Lâm Thanh Diện không chỉ cấu kết với một người phụ nữ. Hứa Lệ Lệ vừa nói, vừa lướt những hình phía sau điện thoại. Lâm Thanh Diện cũng tò mò, Hứa Lệ Lệ còn chứng cứ gì nữa, kết quả vừa dòm đầu sang, tấm hình lọt vào mắt anh, khiến anh cảm thấy rất nghi hoặc. Vợ à, đây không phải là xe của em sao? Hứa Bích Hoài nghe như vậy, liền ngước qua xem, trong phút chốc nụ cười nở trên khuôn mặt. Đúng rồi, đây là những tấm hình tôi chụp chung với Lâm Thanh Diện khi đi dạo phố. Lúc đó tôi đang ngồi trên xe đợi anh ấy. Sao, đây là xe của chị sao? Hứa Lệ Lệ bối rối, không ngờ bản thân tính toán như vậy, cũng không tóm được đuôi của Lâm Yến. Càng bối rối hơn, cô ta hoàn toàn không ngờ, chiếc Ben này là của Hứa Bích Hoài. Hứa Lệ Lệ thừa người, nhưng Sở Nguyệt bên cạnh, cũng không phải là người dễ đối phó. Vậy thì sao? Tuy rằng trong tấm hình này là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, vậy người phụ nữ trước kia là ai? Chuyện này đâu phải chuyện nhỏ. Sở Nguyệt cười nham hiểm, hơn nữa, hai người ở sát nhau như vậy, xem ra mối quan hệ rất thân mật. Hứa Quốc Hoa gật đầu, không sai, ly hôn, mau ly hôn cho ba. Vương Dã Lạc thấy cảnh này, liền đổ dầu vào lửa. Đúng rồi, em nghĩ chị họ xinh đẹp như tiên nữ, cho dù từng ly hôn, cũng không có ai chê bai chị đâu. Hứa Vệ Quốc vốn dĩ cũng đang cười vui vẻ, kết quả nghe câu này của Vương Dã Lạc, liền trở nên căng thẳng. Lời của Vương Dã Lạc, chẳng phải mang hàm ý muốn làm người đổ vỏ sao? Khó khăn lắm, bản thân mới lợi dụng sắc đẹp của con gái, trèo lên cành cây cao này của nhà họ Vương, tuyệt đối không được để cho Hứa Quốc Hoa cũng dựa hơi được Vương Dã Lạc. CK không được, không được để cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn. Nghĩ đến đây, Hứa Vệ Quốc lập tức kéo thêm vài người. Nào nào nào, đừng nóng vội, chúng ta uống rượu trước, vừa uống vừa trò chuyện. Lúc này, tại lãnh thổ phía Tây Bắc, trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy của ông Vương. Có tin tức của cậu hai không? Ông Vương nói với một lão già. Bẩm ông chủ, trước đó cậu hai có gửi tin cho tôi, nói nơi cậu ấy ở có một gia tộc, có ý muốn nịnh bợ cậu ấy, nên cậu ấy thử xem có thâu tóm gia tộc đó, làm con cờ không? Rốt cuộc là gia tộc gì? Ông Vương nghe xong lời này, liền cảm thấy thích thú. Dạ bẩm ông chủ, nghe nói tên là nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa? Trên khuôn mặt của ông Vương, đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng nơi ở của cậu hai, vốn dĩ chưa bao giờ nghe gia tộc họ Hứa nào được xếp hạng cao. Dạ bẩm ông chủ, trước đây tôi có điều tra qua nhà họ Hứa này, đừng nói là nơi cậu hai đang ở, cho dù cả cái thành phố châu đó, cũng chỉ là một gia tộc tầm thường thôi. Nghe quản gia nói như vậy, khuôn mặt của ông Vương liền tức giận, lập tức hét lớn. Thằng nhóc này chuyện chính đáng thì không làm, toàn làm những chuyện tào lao như vậy, mau bảo nó cút về đây, mấy cái gia tộc kiểu này, nhà ta có hay không cũng được. Dạ, để tôi liên hệ cậu hai. Cùng quản gia rời khỏi phòng, ông Vương trầm tư suy nghĩ, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở lại Giang Nam ML rất nhanh, Vương Dã Lạc nhận được điện thoại của quản gia. Cậu hai, nếu cậu còn không về, lần này ông chủ, e là nổi giận thật rồi. Nghe xong, Vương Dã Lạc chỉ đành khó chịu đứng dậy, nói với mọi người. Tôi có việc, nên về trước. Ông già mà nổi giận, không phải chuyện nhỏ. Vương Dã Lạc không có ý định ở lại, liền rời khỏi phòng. Trước khi rời phòng, anh ta có luyến tiếc quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài một cái, người đẹp hiếm có như vậy, sớm muộn cũng phải có được. C. Cậu Vương, sao gấp gáp vậy? Hứa Vệ Quốc ngạc nhiên, ông ta thực sự không ngờ. Vương Dã Lạc nói đi là đi. Như vậy không hề tôn trọng gia đình họ. Nhưng dù sao với thân phận của Vương Dã Lạc, sau này gia đình bọn họ muốn bay cao, thì cũng phải dựa vào Vương Dã Lạc. C. Công tử Vương chắc có chuyện gấp cần phải xử lý, vậy chúng ta tiếp tục dùng bữa không sao cả, Lệ Lệ, con mau ra ngoài tiên cậu Vương. Hứa Lệ Lệ sớm đã có ý định tiên Vương Dã Lạc ra ngoài, vốn dĩ không cần ba lên tiếng, Vương Dã Lạc vừa bước vài bước. Cô ta đã nhanh chân rượt theo phía sau Lâm Thanh Diện thấy vậy, liền ngồi xuống ăn, tuy những đồ ăn này chỉ đồ ăn bình thường,
nhưng hương vị thì cũng không tệ. Chuyện còn chưa giải quyết xong, đừng tưởng dễ dàng đánh trống lảng, Sở Nguyệt cười lạnh lùng. Tên này chỉ biết ăn, hôm nay cậu mà không đem chuyện của phụ nữ trước đây, giải thích rõ ràng với chúng tôi, thì cậu đừng hòng về nhà. Đừng tưởng Hứa Bích Hoài rẻ ăn hiếp, hai vợ chồng tôi, không để cậu ăn hiếp nó. Người ngoài không hiểu nội tình thấy cảnh này, thì sẽ tưởng Sở Nguyệt là mẹ kế tốt, ra mặt vì con gái. Nói lời này, tay của Sở Nguyệt cũng đưa ra, hất một cái, bay mất chén cơm trước mặt Lâm Thanh Diện còn bát cơm leng keng, bay ra ngoài, không lệch chút nào, đập vào bức thư pháp treo trên tường ở giữa phòng mục đích của Sở Nguyệt, rõ ràng là muốn Lâm Thanh Diện bẽ mặt, cố tình làm lớn chuyện. Nhân viên phục này nghe tiếng động lập tức chạy tới, khi anh ta nhìn bức thư pháp trên tường không còn nguyên vẹn, liền mở to mắt, khuôn mặt tím tái, liền hét lớn trong bộ đàm. Mau gọi giám đốc lên phòng riêng trên lâu. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 1169, con tin tưởng anh ấy. Lâm Thanh Diện trong lòng nghĩ, xem ra Sở Nguyệt lại muốn ra tay với mình. Vậy tại sao bà ta muốn ra tay, lại không tự mình ra tay? Chẳng lẽ muốn thử thực lực của mình? Hứa Quốc Hoa cũng hét lên với người phục vụ. Lâm Thanh Diện, cậu muốn gì đây, muốn đánh trưởng bối sao? Hi hi. Bức thư pháp treo trong mỗi phòng riêng trên tầng cao nhất đều được ông chủ khách sạn chúng tôi mua lại với số tiền khổng lồ ở buổi đấu giá, đặc biệt bức này, chính là nguyên tác của họa sĩ nổi tiếng Từ Lôi. Người phục vụ nói, Từ Lôi, đồng tử Hứa Vệ Quốc co lại, đó là một họa sĩ đương đại vĩ đại, năm ngoái một bức tự họa của ông ta, trị giá hàng tỷ đồng. Lúc này trong lòng Hứa Vệ Quốc tràn đầy giễu cợt, xem ra, gia đình người anh họ trước mặt có lẽ xui xẻo rồi. Có thật không? Bức tự họa này thực sự đắt như vậy. Hứa Bích Hoài cũng hỏi Lâm Thanh Diện giá trị của bức tự họa này là bao nhiêu, vì gì của anh ta đã làm bẩn nó, nên gia đình anh phải đền tiền. Đúng lúc này, một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh tê từ cửa bước vào, không cần nghĩ ngợi gì, đây có lẽ là giám đốc được người phục vụ gọi đến. Ngay khi giám đốc nhìn thấy bức tự họa trên tường thì liền bước tới, gỡ bức tranh xuống, khuôn mặt ngập tràn vẻ tiếc nuối và đau khổ. Ai đã gây ra chuyện này? Giá thị trường của bức tranh này, vỏn vẹn là 90 tỷ, quý vị muốn bồi thường bằng tiền mặt hay thẻ? Hứa Vệ Quốc lập tức nháy mắt với Hứa Thiên Địa, Hứa Thiên Địa lập tức hiểu ra, quát Sở Nguyệt. Vết tích trên đó là do thím làm dơ, có phải thím nên là người bồi thường? Hứa Bích Hoài cau mày, liên quan gì đến anh, cũng đâu phải bồi thường cho anh. Nghe thấy những lời của Hứa Bích Hoài, Hứa Thiên Địa ngay lập tức kiêm lại, và ngồi xuống. Nhưng trong lòng anh ta vẫn đầy những lời giễu cợt, anh ta muốn xem số tiền 90 tỷ bọn họ sẽ trả như thế nào. Và Hứa Vệ Quốc ngay lập tức bắt đầu đổ dầu vào lửa. Thực ra, chuyện này cũng không trách được vợ chú, nếu như Lâm Thanh Diện không làm chuyện chọc tức bà ta, sau đó chỉ biết tiếp tục ăn cơm, làm sao mà bà ta lại bất cẩn làm dơ bức tự họa này. Chính xác. Khi Sở Nguyệt nghe Hứa Vệ Quốc nói vậy, bà ta lập tức lôi Lâm Thanh Diện tới, rồi hét lên. Mọi chuyện đều do cậu. Nghe được những lời này, Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, Sở Nguyệt quả là có tài năng diễn xuất. Gì à, chuyện này làm sao có thể trách Lâm Thanh Diện, rõ ràng là do gì gây ra. Hứa Bích Hoài trở nên bất lực. Chúng ta đền tiền đi. Nói xong Hứa Bích Hoài liền rút thẻ ngân hàng của cô ra. Hứa Quốc Hoa lập tức lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện càng thêm khó chịu. Lúc này Hứa Lệ Lệ đã tiễn Vương Dã Lạc ra ngoài. Trở về phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền hỏi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Vốn dĩ khi quay lại, Hứa Lệ Lệ nghĩ Hứa Bích Hoài đang nổi giận với Lâm Thanh Diệt, vì bức ảnh trước đó của Lâm Thanh Diệt, vì vậy người phục vụ đến để can ngăn, cô ta nghĩ cuối cùng cũng có màn kịch hay để xem. Đừng có giả bộ giàu sang nữa, gia đình mấy người có tiền sao? Nếu không phải cậu Vương đã lên máy bay rồi, tôi còn có thể giúp mấy người. Nhưng nếu Lâm Thanh Diệt quỳ trước mặt tôi, xin lỗi tôi, tốt hơn là cảm ạ cậu Vương, vậy nói không chừng tôi có cách liên lạc với anh ta, nhờ anh ta giúp đỡ mấy người. Trên thực tế cô ta không thể liên lạc được với Vương Dã Lạc, vì ngay cả số điện thoại cũng là do cô ta cứ đu bám không dứt nên mới miễn cưỡng cung cấp cho cô ta. Nhìn thấy dáng vẻ của con gái, Hứa Vệ Quốc trong lòng rộn ràng, không uổng công cho con gái học đại học, giờ làm việc đều rất chu toàn, thậm chí còn giỏi hơn cả con trai ông ta. Điều mà tất cả mọi người không biết lúc này là trong lòng của Lâm Thanh Diện không còn vui vẻ, anh chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Mấy người đợi tôi một chút, để tôi gọi điện thoại. Tên khốn khiếp này muốn bỏ trốn à?
Hứa Vệ Quốc ngay lập tức chửi mắng. Thật là một tên vô dụng, gây ra chuyện còn muốn bỏ trốn, tôi nói anh biết hôm nay anh đừng hòng đi đâu. Hứa Lệ Lệ liền nổi giận. Tôi muốn xem anh ta gọi cho ai, hơn nữa hạng người như anh ta thì quen biết ai chứ. Lâm Thanh Diện bước ra khỏi phòng tìm một nơi không có ai, liền gọi điện thoại cho cô thư ký đã liên lạc với anh trước đó. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của thư ký Tạ Chỉ San vang lên. Thiếu chủ, anh kiếm tôi có chuyện gì sao? Hai ngày nay Tạ Chỉ San đều theo dõi tới vườn dược liệu đó, sợ lại xảy ra chuyện, nhưng may mắn là từ khi Lâm Thanh Diện đưa ra phương pháp trị liệu, dược liệu đó đều không có vấn đề gì. Tạ Chỉ San, kiểm tra giúp tôi xem nhà hàng bây giờ tôi đang có mặt, có phải sản nghiệp của chúng ta không, đợi tí tôi gửi tên cho cô. Bà, chưa đây một phút sau khi Lâm Thanh Diện gửi tên qua đó, tiếng của Tạ Chỉ San lại vang lên. Thiếu chủ, nhà hàng này là sản nghiệp của chúng ta. Chương 1170, gọi giám đốc đến đây. Vậy thì tốt, Lâm Thanh Diện mỉm cười. Sau đó anh đem chuyện bản thân gặp phải, nói với Tạ Chỉ San, bảo Tạ Chỉ San nhanh chóng giải quyết. Sau đó anh lại gọi tiếp một cuộc điện thoại cho quản gia, anh có ấn tượng rất sâu đậm với Vương Dã Lạc. Vương Dã Lạc không phải phú nhị đại bình thường, Lâm Thanh Diện vừa nhìn đã biết, con người này có dã tâm cực kỳ lớn. Nhất là trước đó Vương Dã Lạc đã hạ độc trước mặt của viện trưởng Trân, anh luôn ghi nhớ trong lòng. Thực ra anh mơ hồ nhớ lại bản thân lúc nhỏ. Quả thực có nghe qua nhà họ Vương Tây Bắc, là một gia tộc thích dùng độc. Nhưng sau đó nghe nói, hình như nhà họ Vương đắc tội với ai, đột nhiên giống như biến mất khỏi thế gian, sau khi thay đổi chỗ ở, thiết nghĩ quản gia bây giờ, cũng chưa chắc nhớ được chuyện năm đó xảy ra với nhà họ Vương. Nhưng anh cũng phải điều tra một phen. Nhất là sau khi anh biết được nhà họ Vương đang ở Tây Bắc, thì càng dễ điều tra. Lúc này ở giám đốc ở trong phòng cũng khá kiên nhẫn, dù gì người vào được căn phòng này cũng không phải tầm thường. Cho dù Lâm Thanh Diện ăn mặc đơn giản, anh ta cũng không dám xem thường, vì những năm nay anh ta gặp qua rất nhiều phú nhị đại ăn mặc đơn giản. Rất nhanh anh ta thấy Lâm Thanh Diện quay lại vào phòng. Chúng ta đền tiền đi. Lâm Thanh Diện vừa bước vào, Hứa Bích Hoài liền mở miệng ngay. Ha ha, thằng này gọi điện thoại có ích gì, nó chỉ là thằng vô dụng thôi, cuối cùng phải đền tiền. Hứa Vệ Quốc mở miệng nói, tôi thấy mãi người, mau chóng cầu xin Lệ Lệ, để Lệ Lệ nhờ và Vương Dã Lạc giúp đỡ xem. Hứa Lệ Lệ tỏ ra khuôn mặt đắc chí. Lâm Thanh Diện à Lâm Thanh Diện, lúc đó anh cho tôi ăn một cái tát, không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay đúng không? Nhưng rất nhanh điện thoại giám đốc đứng bên cạnh reo lên, anh ta nhanh chóng bắt máy. Đó là cú điện thoại của cấp trên gọi đến, chỉ thấy anh ta không ngừng gật đầu nghiêng người, trên trán càng ngày đổ càng nhiều mồ hôi. Sau khi bỏ điện thoại xuống, anh ta hít thở sâu, lập tức cung kính nói với đám đồng. Thực sự rất xin lỗi, mọi người không cần đền bức tự họa này, tiền dùng bữa hôm nay nhà hàng chúng tôi cũng sẽ chỉ trả. Sau đó, giám đốc quay người cúi chào Lâm Thanh Diện, nghiêm chỉnh quay người rời khỏi phòng. Người phục vụ đứng đợi ở ngoài, nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt kinh sợ. Sau đó theo sau giám đốc mà hỏi. Trong lòng giám đốc cũng cảm thấy may mắn, vì lúc nãy bản thân đủ bình tĩnh, không lớn tiếng với bọn họ. Nếu không, e là anh ta đã bị sa thải. Lúc này mọi người trong phòng, đều đã đờ cứng người. Con trai ông chủ sao? Lúc này Hứa Lệ Lệ vẻ mặt đầy kinh ngạc, không ngờ tên Lâm Thanh Diện lại trở mình được. Cả nhà Hứa Vệ Quốc đều vô cùng hoang mang, lo sợ. Sau đó Lâm Thanh Diện lôi Hứa Bích Hoài ra ngoài, Sở Nguyệt thấy không còn cách nào, cũng lôi Hứa Quốc Hoa đi theo. Đúng lúc này, dưới một tòa nhà, một chiếc Ferrari đã được cải tạo hoàn hảo, liền dừng lại, người bước ra khỏi xe không phải ai khác, chính là Lưu Ly. Trước đây khi Lưu Ly và Lâm Thanh Diện đến thành phố này, thì đi khắp nơi vui chơi, nhưng lúc này hơi buồn chán, nên chuẩn bị đi dạo. Bây giờ cô ta không hề biết, bản thân đã trở thành Sugar Baby của Lâm Thanh Diện. Sau khi trở về từ nhà hàng, đã rất trẻ, Lâm Thanh Diện trở về phòng mình. Trước ở dây thuốc, Lâm Thanh Diện đã đem cỏ tinh khiết trên người giao cho Tạ Chỉ San, căn dặn cô ta phải cố gắng vun trồng, còn miếng đá kia thì anh đem về. Lúc này anh ở trong phòng đang đem đi ngâm nghía, miếng đá dùng để nghiền thuốc chia làm nhiều loại, và miếng trong tay anh ta, là loại cực phẩm trong số các loại cực phẩm cuộc giao lưu này, anh ta quả thực bội thu. Dù sao miếng đá này phải trải qua mấy ngàn năm rèn rũa, mới thành hình như hiện tại. Khi dùng để nghiền dược liệu, thì gần như không làm mất chút dược tính nào chỉ cần nhớ đến cuộc giao lưu,
Trong đầu Lâm Thanh Diện lại hiện lên cảnh viện trưởng Trần quỳ xuống trước mặt Vương Dã Lạc. Ngay lúc này Lâm Thanh Diện chợt nghe thấy cửa phòng có tiếng gõ cửa, nối tiếp là tiếng la hét của ba vợ. Lâm Thanh Diện, cậu đừng trốn nữa, tôi biết cậu ở trong đó. Cậu phá hoại gia phong, ngày mai cậu phải ly hôn với Hứa Bích Hoài, trả lại tự do cho nói. Chương 1171 của nhà chúng tôi. Nhưng lúc này Lâm Thanh Diện hoàn toàn không quan tâm tới những lời Hứa Quốc Hoa nói. Vì anh phát hiện bố vợ không bình thường, gần như đã bị mẹ vợ mới kia kiểm soát. Bây giờ còn quá đáng hơn, lại ép bản thân và vợ ly hôn. Rất nhanh, đến ngày hôm sau. Buổi trưa, Lâm Thanh Diện nhận được cuộc gọi của quản gia, nội dung cuộc điện thoại là liên quan đến nhà họ Vương trước đó anh đề cập. Quản gia sử dụng nhiều mối quan hệ, cuối cùng cũng lấy được thông tin. Hóa ra nhà họ Vương mấy năm trước mới trở nên nổi tiếng. Trước đó Tây Bắc chưa từng nghe qua, có sự tồn tại của nhà họ Vương, tốc độ trỗi dậy của nhà họ Vương rất nhanh chóng. Gia đình của họ nói chung là kinh doanh ở nước ngoài, và gần đây họ có mối quan hệ thương mại thân thiết nhất với Mễ Sách Quốc. Lâm Thanh Diện đột nhiên cau mày, vì gia đình đó là kẻ thù của bọn họ. Quản gia dường như phát hiện được Lâm Thanh Diện có gì đó không ổn, liền mở miệng nói. Có lẽ nhà họ chỉ có mối quan hệ làm ăn với Mễ Sách Quốc, có lẽ không dám tham gia những phi vụ bất hợp pháp. Tôi nghĩ không đơn giản như vậy. Nói xong câu này, Lâm Thanh Diện bỏ điện thoại xuống, bắt đầu châm tư suy nghĩ. Dù sao anh tham gia thân long vệ, Mễ Sách Quốc yên lặng khá nhiều, không biết bọn họ đang có âm mưu gì trong lúc án binh bất động. Nếu có một ngày, bọn họ thực sự quay trở lại, Lâm Thanh Diện sẽ không hề do dự dẹp trừ hậu hoạn, vì đó chức trách của anh. Lúc này Lâm Thanh Diện đột nhiên nhận được cú điện thoại, còn cả nhà Hứa Quốc Hoa đã ra cục đăng ký kết hôn đợi anh. Tôi muốn xem, nó rốt cuộc muốn gì đây? Ở ngoài cục đăng ký kết hôn, Hứa Bích Hoài hoàn toàn không ngờ, Sở Nguyệt lần này thực sự ra tay, ba mình luôn phục tùng nghe theo. Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện cho nhà mình còn ít sao? Hứa Bích Hoài chất vấn ba, ba không được như vậy, ba từng dạy con, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trông cây mà. Bớt nói đại đi, nghe lời của dì Sở Nguyệt, nhất định phải ly hôn. Thái độ của Hứa Quốc Hoa kiên quyết bất thường. Hứa Bích Hoài hơi nhíu mày, nhìn người ba trước mặt. Bây giờ càng ngày cô càng cảm thấy, gần đây ba thực sự có vấn đề. Trước đây ba luôn ra ngoài khoe khoang với bạn bè, con rể của mình tài giỏi như thế nào. Gần đây không những không đặt chân ra khỏi cửa, mà thái độ đối với Lâm Thanh Diện, còn thay đổi 180 độ, thậm chí còn ép mình ly hôn. Quả thực là khó hiểu. Hứa Bích Hoài vừa nghĩ, thì thấy Lâm Thanh Diện đi đến. Thôi, dù sao mọi chuyện cứ để Lâm Thanh Diện lo liệu. Hứa Bích Hoài chưa từng nghĩ qua, bây giờ cô lại càng ngày càng phụ thuộc vào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài, mặt nở nụ cười, trấn an nói, đừng sợ, không sao đâu. Hứa Bích Hoài nghe vậy, trong lòng trở nên ấm áp, yên tâm hơn. Cái gì mà không sao, mau theo chúng tôi vào trong. Rất nhanh thì đi vào bên trong, Sở Nguyệt liền vào ô cửa đăng ký ly hôn, và cán bộ ngồi đằng sau ô cửa sổ, nghe có người tới, đầu cũng không ngước lên mà nói. Đến đăng ký ly hôn à, nếu vậy, thì đem chứng minh nhân dân ra, cùng với giấy chứng nhận kết hôn, và điền cho tôi tờ form này, nói xong liền đưa ra một tờ giấy đăng ký ly hôn. Chúng tôi có đem theo, đây là giấy kết hôn, đây là chứng minh nhân dân. Hứa Quốc Hoa nhanh chóng đem giấy tờ ra, sau đó quay đầu liếc Lâm Thanh Diện một cái. Còn đứng đó làm gì? Mau đem chứng minh nhân dân ra. Lâm Thanh Diện cau mày, anh đến đây là muốn xem rốt cuộc Sở Nguyệt có âm mưu gì, chứ không phải thực sự muốn ly hôn với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Diện, liền đá chân, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, trầm giọng nói, này, Lâm Thanh Diện, anh không phải muốn biến giả thành thật chứ? Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Hứa Bích Hoài, lại sợ bị người ta thấy khuôn mặt ngại ngùng, Lâm Thanh Diện cười khúc khích, trở nên vui vẻ. Bị Lâm Thanh Diện cười như vậy, Hứa Bích Hoài càng thêm xấu hổ, khi không lại chạy tới đây ly hôn, thực sự mất mặt lắm rồi. Tên này có chế giễu mình. Đột nhiên, khuôn mặt vô song của Hứa Bích Hoài trông giống như một quả táo chín, đỏ mọng và người ta thèm khát. Quả nhiên là cậu. Cô gái ở quầy, nhìn rõ họ tên trên chứng minh nhân dân, liền la lớn, tớ sợ nhận lầm người. Hóa ra là cậu, hoa đán của trường chúng ta, Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài cũng nhìn rõ khuôn mặt của cô ta, ý, Trương Lộ sao cậu lại ở đây?
Cán bộ trước mặt không phải ai khác, chính là bạn học Trương Lội. Vốn dĩ Trương Lộ có chút ái ngại, vì dù sao thời đi học Hứa Bích Hoài cũng hoa đán nổi tiếng gần xa của trường họ. Trương Lộ sớm có nghe ngóng, cuộc sống của Hứa Bích Hoài như cá gặp nước, thậm chí công ty của gia đình còn lên như diều gặp gió. Còn bản thân cố gắng hết sức, mới có được một công việc này. Tuy rằng nói làm nhà nước sẽ ổn định, nhưng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nghĩ đến đây, phản ứng của Trương Lộ hơi khác thường, chỗ này là nơi đăng ký ly hôn, xem ra Hứa Bích Hoài không tốt hơn mình bao nhiêu. Giàu đẹp sang thì sao, cuối cùng cũng phải ly hôn. Quay qua nhìn cách ăn mặc của Lâm Thanh Diện bên cạnh, Trương Lộ liên phản ứng, nở nụ cười trên mặt nói. Hoa đán Hứa, hèn chi cậu muốn ly hôn, anh chàng này, giống y như lời đồn, không xứng với cậu. Hứa Bích Hoài nghe vậy, nét mặt niềm nở sau bao lâu không gặp, trở nên khó chịu, anh ta là chồng của tới. Không sao, chút nữa sẽ không còn là chồng, cậu sẽ được giải thoát. Trương Lộ cười mỉm chỉ nói. Hứa Bích Hoài khựng lại, cô chưa bao giờ nghĩ qua, sẽ ly hôn với Lâm Thanh Diện. Nhưng khi nghe Trương Lộ nói như vậy, điều mà Hứa Bích Hoài nghĩ đến là sự chăm sóc tỉ mỉ và tình yêu của Lâm Thanh Diện dành cho bản thân. Hứa Bích Hoài, lâu lắm rồi bạn bè chúng ta chưa tụ họp, nhân lần này, tổ chức cho cậu một bữa tiệc độc thân cậu thấy thế nào? Trương Lộ chưa nói xong, liền rút điện thoại ra, chụp hình Hứa Bích Hoài, sau đó gửi vào nhóm, có ai nhớ hoa đán trường mình Hứa Bích Hoài không? Cậu ta tới ly hôn, vì để ăn mừng cậu ta quay về cuộc sống độc thân, tối nay ai rảnh, thì ra tụ họp. Chưa đây một phút, thì trong nhóm đã có người trả lời. Thiệt sao, dù sao cũng là hoa đán năm xưa, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Ở đâu, lâu rồi chưa gặp Hứa Bích Hoài, phải ra gặp xem thế nào. Đàn ông phụ nữ miễn phí. Trương Lộ thấy số lượng phản hồi của bạn bè trong nhóm như bùng nổ, ánh mắt có chút xúc động. Cậu mau trả chứng minh nhân dân cho tới tớ phải đi. Hứa Bích Hoài căn môi, trong đôi mắt to ngấn nước của cô, có những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Đừng mà, Hứa Bích Hoài, phụ nữ chúng ta, thì không được nhân nhượng với đàn ông. Tớ ủng hộ cậu, loại đàn ông không chí cầu tiến này, thì nên bỏ. Trương Lộ rất nghiêm túc, cậu đừng sợ, tớ sẽ là hậu phương vững chắc của cậu. Sách mặt Hứa Bích Hoài nhất thời đỏ bừng, nhân nhìn cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng bộc phát. Biến, tôi không ly hôn. Chương 1172, ly hôn. Trương Lộ kinh ngạc, liền chửi lớn, ý cô là sao, tôi nói giúp cô, mà cô lại chửi tôi. Không nghe thấy sao, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, vợ tôi nói, không ly hôn, mau trả chứng minh nhân dân đây. Lâm Thanh Diện muốn lấy lại chứng minh nhân dân, nhưng Trương Lộ nhanh tay, cất chứng minh nhân dân vào sau lưng, nhếch môi. Đồng nghiệp của Trương Lộ, cũng lập tức lên tiếng, tên đê tiện, sao nào, không muốn ly hôn à? Tôi chính là chướng mắt, với loại đàn ông ăn hiếp phụ nữ như anh. Anh nói không ly hôn, thì không ly hôn à? Chu Nhất Điều, sao anh lại chửi người ta? Miệng Trương Lộ thì nói vậy, nhưng thực chất khuôn mặt tươi cười, à, xin lỗi, hình như anh ta chỉ là con chó theo đuôi của hoa đán chúng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Nhất Điều nhìn bộ dạng của Trương Lộ, liền trở nên phấn khích, nhìn khuôn mặt của Trương Lộ mà nước miếng muốn chảy ra. Nên biết là anh ta theo đuổi Trương Lộ không phải là chuyện một hai bữa, nhưng Trương Lộ không cự tuyệt anh ta, cũng không chấp nhận anh ta, chỉ là cứ dây dưa, khiến anh ta cảm thấy rất sầu não. Nhưng xem ra Trương Lộ rất hài lòng với câu nói lúc nãy, anh ta liền cảm thấy có cơ hội thể hiện, nói tiếp. Trương Lộ, cả đời này anh khinh thường nhất, là con chó theo đuôi như vậy. Thần thái đó, câu nói đó, hoàn toàn là một thái độ trịch thượng. Hứa Bích Hoài, cậu xem. Mắt người ngoài là sáng nhất, cậu xem bọn họ nhìn thấu đáo chưa? Tớ nói cậu nghe, con chó này cậu không thể dung túng, nếu không nó sẽ ngồi lên đầu lên cổ của cậu. Sở Nguyệt nghe đoạn đối thoại của Trương Lộ và Chu Nhất Điều, liền thêm mắm dặm muối, các con nói không sai, tên này không chỉ không ra gì, mà còn có vợ bé. Quả thực là làm mất mặt nhà chúng tôi. Thiệt sao, có chuyện này sao? Hèn chỉ. Nghe Sở Nguyệt nói vậy, khuôn mặt Trương Lộ càng phấn chấn hơn. Hứa Bích Hoài, không phải tớ muốn nói cậu, có những chuyện cậu không nên lương thiện. Lúc này thì đằng sau đã có vài cặp tới làm thủ tục ly hôn xếp hàng ở phía sai, nhìn Sở Nguyệt la lớn. Mấy người có làm thủ tục không, có thể nhanh hơn được không? Nghe mấy người đằng sau hối thúc, Sở Nguyệt liên đứng dậy, kéo Hứa Bích Hoài qua đó.
Lúc này một bên tay của Hứa Bích Hoài đang nắm Lâm Thanh Diệt, Sở Nguyệt làm sao kéo đi được, kéo như vậy trong phút chốc khiến Hứa Bích Hoài cảm thấy đau đớn. Cô dường như sắp bị chia làm đôi, nước mắt chảy xuống, nhìn thấy như vậy, Lâm Thanh Diệt liền bỏ tay ra, khuôn mặt đầy vẻ bứt rứt nói. Hứa Bích Hoài em có sao không? Sao lại không sao, Hứa Bích Hoài chúng ta phải ly hôn với tên này, tên vô dụng này quả thực rất đáng ghét. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện buông tay, Sở Nguyệt nhanh chóng kéo Hứa Bích Hoài về bên mình, mở miệng nói. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào họ. Đúng lúc này, một người đàn ông dáng vẻ lãnh đạo bước vào cục đăng ký kết hôn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đi thẳng đến bên cửa sổ hỏi Trương Lộ. Xảy ra chuyện gì? Xin chào trưởng phòng. Người phụ nữ này muốn ly hôn với người đàn ông này, nhưng người đàn ông này không những không chịu ly hôn, còn động tay động chân. Chu Nhất Điều tố cáo. Anh đừng ăn nói bậy bại. Nghe câu này của Chu Nhất Điều, Hứa Bích Hoài gạt nước mắt, la lớn. Cô ta. Cô không ngờ, không những ba cô và mẹ kế cô xem thường Lâm Thanh Diệt, mà một người ngoài như Chu Nhất Điều, còn đối xử như vậy với Lâm Thanh Diệt. Nghe Chu Nhất Điều nói vậy. Lâm Thanh Diện liền cảm thấy buồn cười, mở miệng nói. Tốt nhất anh hãy suy nghĩ kỹ mới lên tiếng, nếu không những lời anh nói ra đều phải gánh chịu hậu quả. Trưởng phòng, ông xem tên này quá kiêu ngạo, đến bây giờ còn dám uy hiếp tôi. Chẳng lẽ tôi nói sai chỗ nào sao? Trương Lộ, hai cô chú này, mọi người nói lời tôi nói có thật không? Chu Nhất Điều rất tự tin, vì anh ta biết không có ai bênh vực Lâm Thanh Diện. Hơn nữa, phó cục trưởng là bà con của anh ta. Tuy rằng anh ta im lặng không nhắc tới. Nhưng người trong cục đăng ký kết hôn này, có lẽ đều biết người đứng đằng sau anh ta, nếu không anh ta sẽ không kiêu ngạo như vậy. Đúng là như vậy thưa trưởng phòng. Trương Lộ liền gật đầu, trong lòng của cô ta vô cùng rộn ràng hôm nay cô ta xem được một màn kịch quá hay. Trưởng phòng đương nhiên biết, bà con của Chu Nhất Điều là phó cục trưởng ở trong cục đăng ký này, hơn nữa ông ta nhìn cách ăn mặc của Lâm Thanh Diệt, vừa nhìn đã biết là tên không quyên không thế. Nên liền tin tưởng lời nói Chu Nhất Điều. Ông ta nghiêm túc nói với Lâm Thanh Diện. Tuy rằng anh có quyền đồng ý không cho vị này ly hôn, nhưng chỗ này tuyệt đối không phải là nơi để anh động tay động chân, cho nên mời cả nhà anh ra ngoài, vì mấy người đã làm rối loạn trật tự nơi đây. Đúng, mau cút ra ngoài, nếu không tôi gọi bảo vệ. Chu Nhất Điều hét lớn vài khuôn mặt khinh bỉ, lần này anh ta đã lộ mặt trước mặt của Trương Lộ. Trước đây bà con anh đã dặn dò anh ta. Không được dùng họ tên người đó, ra ngoài làm xăng làm bậy. Nên anh ta cứ nhịn mãi, nếu không Trương Lộ đã chết dưới tay anh ta bao nhiêu lần. Nhưng không sai, sau khi trải qua chuyện này, anh ta tin rằng bản thân đã đủ năng lực, bê Trương Lộ lên giường với anh ta. Ha ha, vậy sao? Lâm Thanh Diện khuôn mặt rất khó coi, chỉ vào Chu Nhất Điều, Trương Lộ và ông trưởng phòng đó, sau đó mở miệng nói. Nếu bây giờ thật sự có người phải biến khỏi đây. Thì tôi cho rằng chính là ba người. Anh có biết anh đang nói gì không? Trưởng phòng không ngờ, Lâm Thanh Diện không xem lời ông nói ra gì, trái lại còn bảo ông cút ra ngoài. Lâm Thanh Diện mặt đầy vẻ khinh thường, chỉ là mấy tên lính nhỏ, anh ta hoàn toàn không quan tâm. Nói xong anh ta gọi một cú điện thoại. Có chuyện gì sao? Lúc này người phụ trách địa phương đang họp, nhân viên tham gia cuộc họp chưa từng thấy qua sắc mặt của người phụ trách như vậy. Ai cũng đang suy đoán, có lẽ là nhân vật lợi hại nào đang gọi tới. Trong cục đăng ký kết hôn, khi Lâm Thanh Diện vừa bỏ điện thoại xuống, thì có mấy tên bảo vệ đang vây lấy anh. Chương 1173, xếp lớn. Chu Nhất Điều lập tức hét lớn, bảo vệ, mau đuổi bọn này ra cho tôi. He he, anh đợi một tí, chút xíu nữa, anh sẽ biết ai là người bị đuổi ra ngoài. Khuôn mặt Lâm Thanh Diện bình tĩnh, bảo vệ nghe câu này liền quay qua nhìn trưởng phòng Lưu. Tuy rằng Chu Nhất Điều đã hạ lệnh, nhưng ở đây chức vụ cao nhất là trưởng phòng Lưu. Lúc này trong lòng trưởng phòng Lưu cũng đầy bất mãn, cho dù Chu Nhất Điều có bà con trong đây, nhưng trong cục đăng ký kết hôn, cũng không được qua mặt ông ta, thay ông ta ra mệnh lệnh, điều này quả thực không xem ông ta ra gì. Ông ta ho vài tiếng, mở miệng nói. Vậy được, vậy để tên này đợi ở đây vài phút, vậy tôi sẽ cho cậu vài phút, tôi muốn xem sau vài phút, cậu có ngoan ngoãn cút ra ngoài không? Nói xong, ông ta liền quay vào phòng. Những thể loại này, trưởng phòng Lưu gặp không ít, nên không hề sợ hãi. Kết quả sau 2 phút, toàn bộ người đều thấy trưởng phòng Lưu xông ra ngoài. Trưởng phòng Lưu lúc này bị dọa tới kinh sợ,
ông ta không ngờ sếp lớn lại đích thân gọi cho ông ta. Trong điện thoại, tiếng la hét của cấp trên không ngừng truyền tới. Ông muốn gây phiền phức cho tôi phải không hả? Trưởng phòng Lưu nghe giọng của cấp trên, có phải ông cho là ông ngồi chức trưởng phòng, thì muốn làm gì thì làm. Bây giờ ông Chu Nhất Điều và Trương Lộ, lập tức cho đình chức tiếp nhận kiểm tra. Trưởng phòng Lưu bị hù tới toàn thân run rẩy, và cấp trên lúc này cũng bị dọa tới sợ hãi. Lúc nãy trong lúc họp, người phụ trách nhận được một cuộc gọi bí mật. Ông ta lập tức bị chửi rủa, nếu ông ta không làm chút chuyện, thì e là chiếc ghế của ông ta sẽ khó giữ. Trưởng phòng Lưu chạy ra ngoài văn phòng, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diệt, nhưng cho dù nhìn như thế nào, thì cũng không nhìn ra, rốt cuộc Lâm Thanh Diệt có điểm gì đặc biệt. Chuyện lúc nãy, là ngẫu nhiên, hay là do anh ta làm? Cục trưởng Lưu sợ hãi. Một cú điện thoại, xem tí nữa khiến cho ông mất chén cơm, thân phận của người đàn ông này rốt cuộc là gì? Trưởng phòng Lưu, không phải nói đợi vài phút sao? Sao vậy, sao mới có một lát ông lại chạy ra đây? Hứa Bích Hoài liền hỏi trưởng phòng Lưu. Con hỏi nhiều quá làm gì? Trưởng phòng Lưu trăm công ngàn việc, sao có thời gian đợi tên vô dụng này? Thôi đi, chúng ta mau đi đi, thật là mất mặt. Nhìn xung quanh, người vây quanh càng ngày càng nhiều, Hứa Quốc Hoa không chịu được. Thật sự hết cách Hứa Bích Hoài, hôm nay làm lớn chuyện quá rồi, nếu thực sự muốn ly hôn, phải đợi ngày mai. Khuôn mặt Trương Lộ đáng tiếc lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn mong chờ. Cô ta mong chờ, thấy cảnh Lâm Thanh Diện bị bảo vệ lôi ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô ta có thể chụp thêm một tấm hình. Chỉ cần thêm một dòng, cả nhà Hứa Bích Hoài đã bị bảo vệ mời ra khỏi cục đăng ký kết hôn. Gửi vào trong nhóm, hoa đán chúng ta bị người ta mời ra ngoài, nhất định sẽ lại dậy sóng. Nghĩ đến đây, Trương Lộ cười ra tiếng. Cô đang cười cái gì vậy? Cô còn dám cười? Trưởng phòng Lưu giận sôi sục, nói với Trương Lộ và Chu Nhất Điều. Hai người cút về nhà cho tôi, từ hôm nay đình chức tiếp nhận điều tra, khi nào cảm thấy hai người đủ tư cách thì mới quay về. Nói xong câu này, ông ta liền quay vào phòng, chỉ nghe ông ta vừa đi vừa nói nhỏ. Hai người này, hôm nay hại ta thật thê thảm. Nghe trưởng phòng Lưu nói như vậy, Trương Lộ và Chu Nhất Điều, bị hù tới hồn bay phách tán. Hai người họ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao họ lại bị đình chức điều tra? Tại sao đến bây giờ, Hứa Bích Hoài vẫn chưa bị đuổi ra ngoài? Lâm Thanh Diện tên vô dụng này còn đứng ở đây, còn bọn họ thì bị điều tra. Giây trước Trương Lộ còn đang cười, bây giờ thì khuôn mặt sợ hãi, Lâm Thanh Diện còn làm động tác mời Trương Lộ và Chu Nhất Điều ra ngoài, quả thực khiến người ta tức tối. Cút đi, hai vị, Lâm Thanh Diện nói khinh bỉ. Lúc này Chu Nhất Điều không cam tâm, liền lấy điện thoại ra, gọi cho người bà con kia, lúc này anh ta không hề quan tâm những lời người bà con kia đã cảnh cáo anh ta. Anh rể có người dám động đến em, anh mau xuống đây ra mặt dùm y mồ. Có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, là anh rể của Chu Nhất Điều, liền hỏi. Thế là, Chu Nhất Điều kể hết toàn bộ những gì đã diễn ra, cho anh rể anh ta nghe, nhưng những gì anh ta làm sai, anh ta không kể. Có chuyện này sao, em đợi anh xuống ngay, có người dám động người của anh sêu. À, chẳng lẽ anh rể cậu thực sự là phó cục trưởng sao? Trương Lộ nhanh chóng nắm lấy bùa hộ mệnh và hỏi Chu Nhất Điều, Chu Nhất Điều đắc chí mở miệng nói. Chuyện này thì đương nhiên, đợi chút nha, cho dù là trưởng phòng cũng phải nể mặt anh rể anh. Nói xong, anh ta nhìn Lâm Thanh Diện với ánh me khinh thường. Anh rể của Chu Nhất Điều tên là Vũ Hình, bước từng bước trong đơn vị này, làm việc ở đây mấy chục năm, mối quan hệ rất rộng. Anh ta gặp rất nhiều người, vì dính vô tai họa không nên dính vào, cho nên cuối cùng có kết cục bi thảm, nên anh ta làm việc rất thận trọng. Nhưng đối với tên vô dụng Lâm Thanh Diện này, dám ăn hiếp người của anh ta, nên lần này quả thực không nhịn được. C. Sau khi nhận được điện thoại của Chu Nhất Điều, anh ta lập tức chạy ra khỏi văn phòng, chạy ngay xuống đại sảnh. Anh ta vừa tới tầng trệt đã thấy trưởng phòng Lưu, nhìn thấy ông ta cúi đầu u rũ, Vũ Hình cảm thấy kỳ lạ, lão Lưu, ông sao vậy? À, là phó cục trưởng à? Ây ya, chuyện rất dài, lần này tôi tiêu đời rồi. Có lẽ không còn cơ hội thăng chức. Giọng điệu của trưởng phòng Lưu, rất thất vọng, cái gì mà đình chức điều tra, thực ra chính là đánh mất tương lai, chỉ nói cho dê nghe vậy thôi. Rốt cuộc có chuyện gì? Để tôi hỏi cấp trên xem có cách cứu vãn không? Vũ Hình biết trưởng phòng Lưu,
Vân còn chút thế lực ở đây, thế là nói những lời a dua. Ai ngờ trưởng phòng Lưu thở dài và bỏ đi. Anh rể. Nhìn thấy Vũ Hình, Chu Nhất Điều xúc động, không hề quan tâm tới mọi người xung quanh đang nhìn, liền lớn tiếng gọi Vũ Hình, anh rể. Vũ Hình nghe thấy gọi như vậy, liền cau mày, sau đó cũng đi qua đó. Trong thời gian làm việc, không được gọi bậy bại. Trong lòng Trương Lộ hân hoan, không ngờ Phó Cục trưởng lại có mối quan hệ thân thích với Chu Nhất Điều. Chu Nhất Điều à Chu Nhất Điều. Nếu anh nói sớm anh rể anh là Phó Cục trưởng, vậy tôi sẽ nhận lời anh sớm rồi. Chào Phó Cục trưởng, Trương Lộ lập tức chào Vũ Hình gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện. Nếu là bình thường thì tên nhãi danh như Lâm Thanh Diện, anh ta không thèm dòm tới, nhưng lúc nãy nghe Chu Nhất Điều kể, thì hình như tên này có quen biết sếp lớn. Chuyện này khiến anh ta hoảng hốt. Chương 1174, nhiệm vụ. Anh rể, chính là tên này, bảo sếp lớn nói với trưởng phòng Lưu, đình chỉ chức vụ của tụi em. Chu Nhất Điều chỉ vào Lâm Thanh Diện nói. Được rồi, câm mồm, lúc nãy không phải em đã nói trong điện thoại rồi sao? Vũ Hình cau mày, tỉ mỉ quan sát Lâm Thanh Diện trước mặt. Nhìn thế nào, cũng không giống nhân vật có thể quen biết sếp lớn mình. Hay là, Chu Nhất Điều nhầm lẫn? Vũ Hình nói với Lâm Thanh Diện. Tuy rằng tôi không biết, anh và cấp trên có mối quan hệ gì, nhưng cấp trên vì một cú điện thoại của anh mà đã hạ lệnh ư. Tôi không tin. Lâm Thanh Diện lắc đầu, chỉ vào Chu Nhất Điều nói. Vậy anh muốn gì? Muốn gì, tìm cấp trên nói chuyện. Anh rể tôi và cấp trên có mối quan hệ không tệ. Anh nhất định đã cho cấp trên lợi lộc gì đó, ông ta mới đình chỉ chức vụ tôi. Chu Nhất Điều thấy có anh rể chống lưng, dĩ nhiên không sợ Lâm Thanh Diện, anh rể, anh mau gọi cấp trên, thu hồi mệnh lệnh. Tên này im miệng cho ta. Vũ Hình tức giận, sau đó quay đầu sang nhìn Lâm Thanh Diện nói. Anh còn trẻ, đừng quá ngông cuồng, khiêm tốn một chút. Bây giờ tôi chỉ cần gọi điện thoại, thì có thể khiến cấp trên thu hồi mệnh lệnh. Lâm Thanh Diện bây giờ không muốn nói thêm câu nào với Vũ Hình, thấy qua coi voi cúi đầu giải thích với con kiến chưa. Muốn gọi thì tùy anh, nhưng mà, hậu quả thì không phải anh có thể gánh vác được. Hừm, thằng nhãi này quả là cố chấp, anh sẽ mau chóng biết sự thật. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện không thèm để ý, Vũ Hình càng tức giận, liếc Lâm Thanh Diện một cái, rồi một cú điện thoại cho vị sếp đang họp. Buổi họp vừa kết thúc, vị sếp đang ngồi dưới, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chính là lúc nãy ông ta tận mắt nhìn thấy, vị tổng phụ trách đó cung kính nghe xong cuộc gọi, liền kêu ông ta ra ngoài, lớn tiếng chửi ông ta một trận, nói ông ta có mắt không tròng, đi đắc tội với loại người gì. Thậm chí còn hỏi ông ta, có muốn tiếp tục ngồi vị trí này không? Nếu không muốn, thì chuyển vị trí. Chuyển vị trí, là chuyện rất lớn, không phải mình tổng phụ trách nói là được. CDU này chứng tỏ cấp dưới oi của ông, đã đắc tội vị kia một nhân vật rất lớn. Tuyệt đối không động đến nữa. Siso nên ông ta ở trước mặt người phụ trách, liên gọi cho trưởng phòng Lưu, đồng thời nổi đùng nổi đoá, hơn nữa đem chỉ thị của người tống phụ trách, giao cho trưởng phòng Lưu, đình chỉ hết bọn kia ổ thế nhưng vị tổng phụ trách vẫn chưa hài lòng về chuyện này, cho nên ông ta đang do dự, không biết có nên đình chỉ chức vụ của trưởng phòng Lưu không, thì Vũ Hình gọi đến. Sếp à, chuyện này là sao, Vũ Hình nói nhỏ trong điện thoại, sao lại đình chỉ chức vụ của em vợ tôi thế này? Chu Nhất Điều nhìn thấy anh rể, thật sự gọi cho cấp trên, lập tức đắc ý ngẩng cao đầu, cảm thấy thật hãnh diện, và liếc Lâm Thanh Diện một cái. Trong lòng nghĩ, tên này có thể mua chuộc cấp trên, thì tôi cũng có thể nhờ anh rể tìm cấp trên. Vũ Hình, anh nên biết, chỉ thị đó không phải tôi đưa ra. Ồ, hóa ra như vậy. Nghe đến dây. Trong lòng của Vũ Hình thở phào, có lẽ do cấp trên xuống sai chỉ thị thôi. Thì đúng rồi, cấp trên của mình, làm sao mà tùy tiện, kết giao với tên thấp hèn này chứ? Vậy ngài xem, hiện tại em vợ tôi còn đang lo sợ, không biết ngài có thể phục chức cho nó không? Anh hiểu lầm rồi, chỉ thị thực sự không phải tôi đưa ra, là tổng phụ trách đích thân hạ lệnh, tôi chỉ là chuyên đạt lại thôi. Được rồi Vũ Hình, tôi không nói nữa, tôi còn có chuyện. Nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng gây thêm tai họa. Nói xong, cấp trên liền cúp máy. Vũ Hình thừa người, không ngờ thái độ của cấp trên, lại cương quyết như vậy. Càng không ngờ, chuyện này lại dính líu tới tổng phụ trách. Chu Nhất Điều thấy sau khi anh rể mình cúp điện thoại, thì sắc mặt rất khó coi, liền hỏi. Sao rồi anh rể, cấp trên có thu hồi mệnh lệnh không? Cút, tên này, tí nữa tôi tính sổ với cậu Xô.
Vũ Hình cho ngay một tát, vào thẳng mặt của Chu Nhất Điều, Chu Nhất Điều như một trái bóng bị xì hơi ngã xuống đất, anh ta thực sự không hiểu, tại sao anh rể lại nổi trận lôi đình như vậy, còn tát mình một cái. Trong đầu anh ta đột nhiên xuất hiện câu nói lúc nãy của Lâm Thanh Diệt, hậu quả anh không thể gánh chịu. Vốn dĩ khi thấy Phó Cục trưởng gọi điện thoại, trong lòng Hứa Bích Hoài có chút lo lắng, nhưng khi nhìn Vũ Hình bỏ điện thoại xuống và cái tát kia, thì cô như chút được gánh nặng. Đồng thời, Hứa Bích Hoài hét lớn trước mặt Hứa Quốc Hoa. Ba, gì, con nói rồi con sẽ không ly hôn. Hứa Bích Hoài nói xong, liền nắm tay Lâm Thanh Diệt, vào ngả vào lòng anh, hơn nữa Lâm Thanh Diệt tài ba như vậy, ngay cả người ở đây cũng không dám đụng đến ảnh. Đối xử với con cũng tốt, tại sao con phải ly hôn với anh ấy? Sở Nguyệt thấy vậy, liền cau mày. Nếu như vậy, thì nhiệm vụ mà Thương Nguyên Giới giao cho bản thân, sẽ không hoàn thành được. C, con đừng quên, nó còn có người phụ nữ khác. Sở Nguyệt nói ngay. Con tin Lâm Thanh Diệt, ảnh sẽ không làm những chuyện như vậy. Hứa Bích Hoài tin tưởng, cô không hề tin Lâm Thanh Diệt là hạng người như vậy. Cho dù Lâm Thanh Diệt có người khác, thì với thân phận của Lâm Thanh Diệt, có người phụ nữ nào mà Lâm Thanh Diệt không có được. C, thôi, thôi, Sở Nguyệt hiểu rõ, bây giờ ép buộc Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn, là chuyện không thể nào. Nhưng có chuyện nào, có thể kiềm hãm sức mạnh của Lâm Thanh Diện không? Ngay lúc này, Sở Nguyệt đột nhiên thấy có một chiếc Ferrari được tân trang qua, dừng trước mặt bọn họ. Bà ta mở to me, vì người phụ nữ từ chiếc Ferrari bước xuống, không ai khác, chính là người phụ nữ mà bọn họ đã gặp trước đó Lưu Ly. Sở Nguyệt chợt lóe lên suy nghĩ. Nở nụ cười đắc ý. Ông trời không phụ lòng người, cơ hội của mình, cuối cùng đã tới. Chương 1175, khách không mời mà đến. Anh Lâm, tuy rằng Hứa Bích Hoài rất tin tưởng Lâm Thanh Diện, nhưng thấy người phụ nữ này, lại xuất hiện trước mặt mình, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác lo lắng. Sở Nguyệt bên cạnh, liếc nhìn Lưu Ly một cái, đột nhiên nói, con hồ ly tinh vô liêm sỉ này, lại đến đây. Hứa Bích Hoài nhìn cô Lưu này từ đầu đến chân, quả thực rất đẹp, như tiên nữ dáng chân. Có lẽ do lý do từ gia đình, nên cả người của cô ta toát lên vẻ kiêu xã tao nhã của gia đình thượng lưu, khí chất thoát tục, điều mà Hứa Bích Hoài không có. Hoặc có lẽ, thân phận địa vị bây giờ của Lâm Thanh Diệt, thích loại phụ nữ này, cũng rất bình thường. Tâm trạng này, khiến cho Hứa Bích Hoài khó chịu, giống như thứ mà cô yêu quý nhất, sắp bị người khác cướp mất. Hứa Bích Hoài thở dài. Nhưng rất nhanh thì phản ứng khác, tí nữa là bị tâm trạng cuốn theo. Từ khi nào mà mình trở nên nhỏ nhen như vậy? Dì à, dì yên tâm, con tin Lâm Thanh Diện nhà chúng ta. Anh tuyệt đối không làm ra những chuyện có lỗi với con. Vậy sao, con chắc chắn thì tốt, dì không có ý kiến. Sở Nguyệt nhún vai, ánh mắt nhìn Hứa Bích Hoài, trở nên oán hận. Nếu không phải có, mộng cổ của ta... Chỉ có thể gieo vào thân thể qua những lần gặp gỡ chân trụi giữa nam và nữ, Sở Nguyệt cũng sẽ không tìm thấy Hứa Quốc Hoa. Nếu có thể trực tiếp khống chế Hứa Bích Hoài, thì việc đối phó Lâm Thanh Diện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sở Nguyệt có chút tiếc nuối. Cô đến tìm tôi làm gì? Lâm Thanh Diện có chút khó chịu cau mày. Anh nhớ rất rõ, mình đã dặn qua Lưu Ly, không có chuyện gì lớn thì đừng đến gặp anh, dù sao anh cũng có cuộc sống riêng. Có con gái có vợ. Anh không cũng đâu phải làm thuê cho Lưu Ly. Kết quả bây giờ, Lưu Ly lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, thậm chí còn chưa chào hỏi qua anh. Tuy rằng anh biết, Lưu Ly không phải là người không biết ứng xử. Chẳng lẽ nhà họ lại xảy ra chuyện? Đúng, đúng là như vậy. Nhà tôi xảy ra chuyện rồi. Kết quả, đúng như những gì Lâm Thanh Diện dự đoán. Nhưng anh lại cảm thấy kỳ lạ, nói như thế nào, thì nhà họ Lưu cũng là một đại gia tộc có máu mặt. Chuyện thông thường, bọn họ có thể tự mình giải quyết. Là chuyện lớn gì, ngay cả nhà họ Lưu cũng không giải quyết được. Lâm Thanh Diện quay đầu, nói với Hứa Bích Hoài, vợ à, anh có chuyện phải xử lý. Mọi người về nhà trước đi, được không? Được, không sao, anh đi đi. Tuy ở ngoài Hứa Bích Hoài gật đầu, nhưng trong lòng có chút không muốn, ánh mắt dõi theo Lâm Thanh Diện bước lên xe, đứng đó khư khư không rời đi. Lúc này Sở Nguyệt đứng đằng sau Hứa Bích Hoài. Đột nhiên giật con mắt. Con cổ trông trên người Hứa Quốc Hoa, nhúc nhích nhẹ, lúc này đôi mắt của Hứa Quốc Hoa đỏ ngầu. Cổ trùng nhúc nhích, Hứa Quốc Hoa lại bị Sở Nguyệt khống chế suy nghĩ. Con gái, tại sao con không ly hôn với nó, để nó đi với Tiểu Tam?
Hứa Bích Hoài nhìn ba, nhăn mặt ba, ba đừng gọi, tiểu tam, nữa. Người ta và Lâm Thanh Diện, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đến tận nơi đưa đi, chỉ có con mới nghĩ như vậy. Hứa Quốc Hoa giận dữ. Thôi đi, ông Hứa, con gái có cách suy nghĩ của nó, Sở Nguyệt giả bộ khuyên răn, ông đừng tức giận hại thân, hại đến sức khỏe thì không đáng. Nói xong, bà ta liền đỡ Hứa Quốc Hoa rời khỏi. Hứa Quốc Hoa nhìn theo bóng dáng của cha, cảm thấy thái độ của Hứa Quốc Hoa đối với Lâm Thanh Diệt, càng ngày càng kỳ lạ. Tại sao đang tốt lành, mà bắt mình ly hôn với ảnh? Trước đó không phải luôn thấy tự hào với chàng rể này sao? Đợi lúc rảnh, phải nói với Lâm Thanh Diệt, dẫn bà tới bệnh viện kiểm tra, xem bà có bị mắc chứng suy giảm trí nhớ ở người già không. Bên cạnh đó, trên chiếc xe xịn của nhà họ Lưu. Anh Lâm, anh nhất định phải giúp nhà chúng tôi, ba tôi ói máu nằm viện rồi. Vừa lên xe, Lưu Ly khóc lóc thê lương, khiến người ta cảm thấy xót xa. Lần trước khi tôi rời khỏi, có xem qua cho ba cô, tuy rằng tuổi ông A đã cao, nhưng sức khỏe còn rất tốt. Không thể nào đột nhiên ói máu được. Lâm Thanh Diện hiểu rõ năng lực, thần thức của bản thân, anh tuyệt đối không tin chỉ vài ngày ngắn ngủi. Ba của Lưu Ly lại trở nên như vậy. Ba tôi không phải bị bệnh. Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, Lưu Ly hiểu lúc nãy còn chưa nói hết câu chuyện, nên lập tức lên tiếng. Thật ra, ba tôi bị người khác làm cho tức giận. Lâm Thanh Diện biết vẫn chưa hết chuyện, nên đợi Lưu Ly kể tiếp. Lưu Ly lắc môi. Rồi chậm rãi nói, gia đình họ Lưu chúng tôi cây lớn gió lớn, có rất nhiều người không tuân thủ nguyên tắc. Một trong số đó, có người tên là Lưu Thiên Thê. Ông ta có một đứa con ngoài giá thú ở bên ngoài, mới chuyển về nhà họ Lưu không lâu trước đó, kết quả không lâu sau thì người ta chém chết ở ngoài. Tuy rằng là con ngoài giá thú, nhưng Lưu Thiên Thê rất thích anh ta, nếu không, cũng không đón nó về. Sau khi anh ta chết, thì người họ hàng kia mới điều tra xem, rốt cuộc tại sao anh ta lại chết. Lâm Thanh Diện suy ngâm. Tính cách của Lưu Viên Kiều, cho dù bản thân bị giết, cũng không đến nỗi tức đến nổi ói máu nằm viện. Còn chuyện có con ngoài giá thú, thì thật ra cũng rất bình thường với gia tộc lớn, tự giải quyết là được, tại sao Lưu Ly phải vội vãng xông tới đây tìm mình. Lưu Ly dường như thấy được sự nghỉ hoặc của Lâm Thanh Diện, liền thở dài và nói. Ba tôi nói, chuyện này, thật ra là do ông làm. Cho nên Lưu Thiên Thê cảm thấy bất mãn. Âm thầm liên kết các gia tộc khác, muốn phá hủy gia tộc tôi. Trả thù cho người con riêng kia. Ba tôi nghe tin này, thấy nhà họ Lưu giết hại lần nhau, ộ uế gia phong, nên mới bị tức như vậy. Lâm Thanh Diện nghe những lời này của Lưu Ly, liền hít một hơi dài. Chỉ là một đứa con riêng, Lưu Thiên Thê vì anh ta, mà liên kết với gia tộc bên ngoài phá hủy nhà họ Lưu sao? Chuyện này đem lại lợi ích gì cho ông ta? Hoặc là nói, ông ta còn có mục đích nào khác? Lúc nãy khi xuống xe, tại sao lại không nói cho tôi biết? Lâm Thanh Diện hỏi. Nghe vậy, Lưu Ly khó xử lách đầu. Bây giờ nhà họ Lưu rối như mớ bòng bong, ai cũng gặp nguy hiểm, ai theo phe mình cũng không biết. Điện thoại cũng bị găn máy nghe trộm, cho nên tôi không dám chào anh một câu. Cũng may là xe này, là tôi đích thân giám sát tân trang, trong đó có gắn thiết bị chống nghe trộm, nên bảo đảm lời nói hôm nay của chúng ta, sẽ không bị lộ ra ngoài. Anh Lâm. Anh phải cứu gia đình chúng tôi. Nghe Lưu Ly nói vậy, Lâm Thanh Diện châm tư. Chuyện này vốn dĩ không liên quan tới anh, nhưng về tình nghĩa, bản thân cũng nên giúp cô ta vượt qua ải này. Ba của cô, nằm ở bệnh viện nào? Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, Lưu Ly hiểu ý, vỗ vai anh và nói, mau, tới bệnh viện. Chương 1176, hãy cứu gia đình chúng tôi. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương? Vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Đang lúc lái xe, điện thoại của Lâm Thanh Diện đổ chuông, anh cầm điện thoại liếc nhìn thì ra là ông Phương gọi tới. Lâm Thanh Diện vừa ra hiệu cho Lưu Ly lái xe, vừa ấn nghe máy. Ông Phương, tìm tôi có chuyện gì? Lâm Thanh Diện mang theo nét cười hỏi. Thằng nhóc, từ lần từ biệt trước lâu rồi không gặp rồi, tôi vừa hay ở thành phố của cậu chấp hành nhiệm vụ, có thời gian ra ngoài tụ tập không? Phương Tôn hỏi. Được. Ông Phương người đợi chút, dưới mắt tôi phải đi chào hỏi một người bạn, xong sẽ liên lạc với ông. Lâm Thanh Diện nghiêm túc, tôn trọng đáp. Được, thằng nhóc, đợi điện thoại của cậu, không gặp không về, Phương Tôn hài lòng cúp máy. Lưu Ly lái xe rất nhanh, không lâu sau thì tới bệnh viện mà Lưu Viễn Kiều ở.
Lâm Thanh Diện chuẩn bị trước hế đích thân xem thử Lưu Viên Kiều bây giờ rốt cuộc có tình trạng gì, nếu như cần thiết, anh sẽ đích thân ra tay cứu. Trong bệnh viện lúc này, Lưu Viễn Kiều vừa được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra. Do phẫu thuật vẫn còn thuốc mê, Lưu Viễn Kiều chưa có tỉnh lại. Không đến nửa tiếng, Lưu Ly dẫn Lâm Thanh Diện đi vào, vừa nhìn thấy Lưu Viễn Kiều nằm trên giường bệnh, Lưu Ly cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt của mình nữa, lập tức lao tới bên cạnh giường, nắm tay của Lưu Viễn Kiều. Cô chủ, bác sĩ nói ông cụ ông ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Quản gia đứng ở một bên vội vàng mở miệng nói. Nghe thấy lời của quản gia, Lưu Ly cuối cùng cũng buông lỏng được. Lúc này Lâm Thanh Diện đi đến cạnh giường, đang chuẩn bị dùng thần niệm xem thử tình trạng phẫu thuật của Lưu Viễn Kiều. Vào lúc này Lưu Viễn Kiều đã mở mắt ra, phát ra âm thanh suy yếu. Lưu Ly con đến rồi, tìm được cậu Lâm rồi sao? Lúc này Lưu Viễn Kiều đã tỉnh lại, Lưu Ly vội vàng kéo Lâm Thanh Diện tới, nói với Lưu Viễn Kiều. Con dẫn anh Lâm đến rồi. Cậu Lâm, cậu xin cậu ra tay, hãy cứu gia đình chúng tôi. Lưu Viễn Kiều vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện lập tức giãy giụa ngồi dậy, Lâm Thanh Diện lập tức đỡ ông ta, trong lòng có hơi động. Cơ thể của Lưu Viễn Kiều đã kiệt quệ thành như này, còn lo nghĩ cho nhà họ Lưu, trách nhiệm như này, khiến trong lòng Lâm Thanh Diện có hơi cảm động. Ở trên đường Lưu Ly đã nói sự việc với tôi rồi, ông cứ yên tâm dưỡng bệnh, tôi tuyệt đối sẽ giúp các ông. Lưu Viễn Kiều cũng rõ, Lâm Thanh Diện rốt cuộc có thực lực mạnh mẽ cỡ nào, cho nên nghe thấy lời này, lập tức yên tâm rồi. Vậy cậu Lâm, tôi nhờ cả vào cậu rồi. Nhà họ Lưu bây giờ đã loạn thành một nồi cháo, thế lực một phương của Lưu Viễn Kiều, bây giờ đã sắp rơi vào bước đường cùng rồi. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của Lưu Thiên Thê, mà trước đó Lưu Thanh Sơn quản lý nhà họ Lưu đã bị giết. Những người còn lại của nhà họ Lưu đang bị giam lỏng ở nhà họ Lưu. Lưu Thiên Thê đang đứng ở chính giữa đại sảnh hội nghị, vẻ mặt ngang ngược quá to. Nếu người quản sự đều đã bị tôi giết rồi, vậy bây giờ, trong nhà có phải nói tôi mới tính hay không? Lưu Thiên Thê, ông tốt nhất đừng quá ngông cuồng, tuy nói chúng tôi quả thật nằm trong tay ông, nhưng Lưu Viễn Kiều vẫn còn đó, nơi này còn chưa đến lượt ông nói chuyện. Đột nhiên có người mở miệng tức giận gắt lên. Ha ha, còn chưa đến lượt tôi nói chuyện, tôi bây giờ nói cho ông biết, Lưu Viễn Kiều vậy mà dám giết chết con trai của tôi, ông ta cũng chỉ có một con đường chết. Lưu Thiên Thê vẻ mặt vô cùng tức giận xông đến người vừa rồi mà gầm lên. Chẳng qua chỉ là một đứa con riêng mà thôi, nó chết thì chết thôi, lẽ nào ông với người bên ngoài cùng nhau hạ bệ nhà chúng ta, ông thì có thể sống tiếp được sao? Người đó lập tức mở miệng nói lần nữa, trong ngữ khí không có nửa phần sợ hãi. Đem ông ta cho chó ăn. Thủ hạ của Lưu Thiên Thê lập tức lôi người này ra ngoài, bên ngoài rất nhanh truyền tới tiếng gió sủa, cùng từng tiếng kêu thảm thiết xé tim xé gan. Người trong phòng, quay ra nhìn nhau, đều bị hành vi tàn nhẫn của Lưu Thiên Thê chấn nhiếp. Bỏ đi, theo tôi thấy chuyện này Lưu Viễn Kiều làm, quả thật có chút không thỏa đáng, dù sao đã động thủ giết người nhà của mình. Nếu như Lưu Ly bị giết, sợ rằng Lưu Viễn Kiều cũng sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào mà làm ra chuyện như thế. Ha ha ha, lời này mới giống lời con người nói, thằng nhóc này cậu có cảm ngộ, tôi nhất định cho cậu chức vị tốt để ngồi. Đồ khốn! Chuyện quan trọng như thế, cậu không biết nói sớm với tôi sao? Lưu Thiên Thê hằn học tát người ta một cái, tên thủ hạ đó ngay cả một tiếng cũng không dám phát ra. Lưu Thiên Thê siết ngón tay, sắc mặt âm trầm. Con trai của mình bất ngờ chết, Lưu Thiên Thê trước giờ chưa từng để âm, cái ông ta để tâm chính là vị trí của mình. Chuyện của con trai, chỉ là một mối dẫn, để ông ta nắm được đại quyền. Từ khi Lưu Thiên Thê bắt đầu xoán vị, đến sau khi Lưu Viễn Kiều nằm viện, loại bỏ người kẻ bất đồng ý kiến, hiện nay cả nhà họ Lưu người có thể nói chuyện, cũng chỉ có Lưu Ly, không nằm trong tầm khống chế của ông ta. Bắt Lưu Ly lại, kế hoạch mới gọi là viên mãn. Chúng tôi cũng gặp cô bé này rồi, sắc trời dần dần tối, Lâm Thanh Diện cả buổi chiều đều ở trong phòng bệnh cùng Lưu Viễn Kiều và Lưu Ly, bởi vì anh biết Lưu Viễn Kiều chỉ là miếng mồi nhử để Lưu Thiên Thê bắt lấy Lưu Ly. Anh chỉ cần ở đây đợi đối phương tìm đến cửa là được rồi. Trước lúc đó, Lâm Thanh Diện đã liên lạc với quản gia trong nhà, một số tiền lớn đã được gom lại, thuận tiện để anh rút bất cứ lúc nào, cũng thuận tiện đối phó với hai đại gia tộc khác. Vào lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Thiên Thê mặt mày tràn đầy ý cười đi vào. Chương 1177, cùng đường bí lối. Lưu Thiên Thê, ông lại muốn làm cái gì?
Lưu Ly lập tức phát hiện Lưu Thiên Thê, bỗng tức giận quát. Ha ha, Lưu Viễn Kiều cũng nằm viện rồi, tôi lẽ nào không nên đến thăm một chút sao? Quên mất nói cho cô biết, mấy lão già trong nhà cô đã bị tôi xử hết rồi. Nói xong câu này, Lưu Thiên Thê đặt mông ngồi trên giường bệnh của Lưu Viễn Kiều, ánh mắt khinh miệt nói, lão Lưu, anh đừng phản kháng nữa. Thế lực của nhà họ Lưu bây giờ đều thành của tôi rồi. Mấy gia tộc bên ngoài, cũng đều băng lòng ủng hộ tôi. Chỉ cần anh bằng lòng, tôi sau khi trở thành gia chủ, vẫn sẽ giữ lại một vị trí cho anh. Đồ khốn, mày căn bản không xứng làm người của nhà họ Lưu. Nhìn thấy Lưu Thiên Thê, Lưu Viễn Kiều thật sự tức đến mức toàn thân run rẩy. Nếu không phải ông ta bây giờ cơ thể suy yếu, ông hận không thể giết ông ta, vậy mà vì một đứa con riêng, bắt tay với gia tộc bên ngoài. Để mày trở thành gia chủ, nhà họ Lưu sắp bị người ta sơ tái rồi. Ha ha, anh cho rằng tôi ngu ngốc. Tôi cũng là lợi dụng bọn họ mà thôi. Dù sao tôi sau khi trở thành gia chủ, mọi thứ đều phải nghe theo tôi. Vậy nhà họ Lưu sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Cũng sẽ tiêu đời. Anh cho rằng tôi sẽ giống như anh, vô dụng như thế sao? Tính đàn bà đó của anh, đổi lại chính là nhà họ Lưu nhiều năm như vậy không bước về phía trước được. Anh chính là một lão già cổ hủ cứng đầu không có lòng cầu tiến. Lưu Thiên Thê khinh thường chỉ vào Lưu Viễn Kiêu mà nói, mà tôi. Tôi có thể dùng mạng của một đứa con trai đổi lấy cả nhà họ Lưu to lớn. Phần tín nhiệm này, anh không có. Vào lúc này, một chàng vỗ tay bỗng truyền đến, ai cũng không có nhìn thấy rốt cuộc là có chuyện gì mà Lưu Thiên Thê ngã xuống đất. Một lúc sau, ông ta mới cảm thấy trên mặt mình nóng rát đau đớn, lúc này Lưu Thiên Thê mới chú ý đến trong phòng bệnh vậy mà còn có một người lạ. Cậu là ai? Vì tham vọng quyền lực, người ngay cả mạng của con trai ruột của mình cũng có thể lấy ra lợi dụng. Không xứng làm con người. Lâm Thanh Diện nhà nhạt nói. Cậu hiểu cái gì, con trai tôi nhiêu như vậy, còn thiếu một đứa con hoang sao? Sau khi phản ứng lại, Lưu Thiên Thê từ trên đất bò dậy, nói với hai người ở đằng sau. Hai người còn đợi cái gì? Không nhìn thấy thằng khốn này vậy mà dám đánh tôi, còn không mau giết chết cậu ta cho tôi. Hai người bỗng lao về phía Lâm Thanh Diện. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ly bỗng phát ra một tiếng hô. Cẩn thận! Hai người bên cạnh đều là kim bài trong trận đấu quyền anh ở chợ đen dưới lòng đất, trước đó dẹp yên thế lực phản kháng của nhà họ Lưu, quả thật là dễ dàng. Thực lực đó mạnh đến không tưởng. Trên mặt Lâm Thanh Diện mang theo nụ cười lạnh, loại nhân vật quèn như này, thậm chí ngay cả một cọng lông trên người mình cũng không so được. Có điều mấy giây sau, hai thủ hạ toàn bộ đều ngã ra đất. Lưu Thiên Thê vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện vậy mà lợi hại như thế. Lập tức có hơi sợ hãi, mở miệng nói. Ha ha, cô nhóc, bạn trai của cô vẫn là có chút công phu đó. Lưu Thiên Thê còn nghĩ, thằng nhóc này thân thủ không tồi, nếu như có thể làm cho mình, há không phải càng tốt. Ông không biết anh ấy. Lưu Ly chỉ vào Lâm Thanh Diện mà hỏi. Tôi thèm quản cậu là ai? Lưu Thiên Thê nhìn Lâm Thanh Diện nói, có điều cậu nhóc, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, chỉ cần cậu có thể khiến tôi ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ Lưu. Tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Đồ khốn nạn, tao còn chưa chết. Nghe thấy lời của Lưu Thiên Thê, Lưu Viễn Kiều suýt nữa lại tức đến hôn mê. Gia chủ, có thể. Bước chân của Lâm Thanh Diện khẽ điểm, trong nháy mắt giẫm qua hai vệ sĩ nằm trên đất của Lưu Thiên Thê, như tia điện xẹt qua không trung, một đấm như sấm sét, lập tức đánh vào mặt Lưu Thiên Thê. Gương mặt đầy thịt của Lưu Thiên Thê bỗng bị đánh cho xuất hiện một vết bầm tím, ông ta đau đớn không ngừng kêu gào. Có điều làm gia chủ, cần phải có nhận thức tỉnh táo với bản thân. Lâm Thanh Diện chỉ vào Lưu Thiên Thê nói, nếu như vừa rồi hai cái tát này, ông còn không cảm nhận được đau đớn, vậy một quyền này, chắc có thể khiến ông nhớ lâu hơn chút rồi. Trong ngữ khí của Lâm Thanh Diện tràn ngập sự bình thản, khiến người ta không rét mà run. Mẹ nó, thằng nhóc cậu đừng quá ngang ngược, cậu không phải chỉ là có mấy phần công phu tay chân thôi sao? Mày đừng quên, người của nhà họ Lưu đều nằm trong tay tôi. Lâm Thanh Diện thấy rất lạ, Lưu Thiên Thê này rốt cuộc cho rằng anh là ai, vậy mà cảm thấy an nguy của người nhà họ Lưu, có thể uy hiếp được mình. Nực cười. Lưu Thiên Thê nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ở đó, còn tưởng mình thành công uy hiếp được Lâm Thanh Diện. Còn tưởng là ẩn sĩ cao nhân gì, xem ra cũng chẳng qua là cao thủ mà Lưu Viễn Kiều mời về mà thôi. Lưu Viễn Kiều này không đơn giản, vậy mà có thể tìm được một trợ thủ mạnh mẽ như thế. Lưu Thiên Thê đứng dậy. Vừa chỉnh lại quần áo, vừa lẩm bẩm.
còn tưởng cậu là loại nhân vật tầm như nào, thì ra chẳng qua là một con chó mà thôi. Chó sao? Lâm Thanh Diện lại nhấc chân, đạp Lưu Thiên Thê. Một cú đạp này, cơ thể của Lưu Thiên Thê lại kỳ quái nằm bất động trên đất, dường như bị ghim toàn thân. Cuối cùng, ông ta chỉ cảm thấy phần bụng, giống như bị một chiếc xe trọng tải nặng nghiến qua, trong nháy mắt đau đớn ập tới toàn thân, hai chân mềm nhũn, mềm đã ngã ra, nửa ngày cũng không bò dậy được. Hửm, Lâm Thanh Diện cũng có hơi bất ngờ. Một cước này mà anh tung ra với Lưu Thiên Thê, lực độ chuẩn xác, khống chế không sai một ly. Lúc này mới có thể tạo thành nguyên nhân Lưu Thiên Thê tuy chịu trọng kích, ngay cả động đậy cũng không động đậy được. Xem ra khả năng khống chế lực lượng của anh, lại tỉnh tiến rồi. Ái, Lưu Thiên Thê nôn ra một bãi dịch vàng, chỉ cảm thấy cả người mình giống như rời ra. Vào lúc này Lưu Viễn Kiều còn nằm trên giường, run rẩy cầu xin. Cậu Lâm, xin cậu nhất định phải thay tôi dạy dỗ cái tên khốn nạn này. Gương mặt đầy thịt của Lưu Thiên Thê đanh lại, mắt lộ vẻ hung dữ, Lưu Viễn Kiều, anh đừng tưởng anh tìm được trợ thủ, khoan đã, cậu Lâm. Cậu họ Lâm, cậu lẽ nào là? Lưu Thiên Thê bỗng lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Vừa nghe thấy Lưu Viễn Kiều gọi anh là cậu Lâm, Lưu Thiên Thê cảm thấy không hay rồi. Bởi vì người trẻ tuổi như vậy, không đánh để Lưu Thiên Thê gọi một tiếng cậu. Ông ta không khỏi nghĩ tới, tin đồn khủng khiếp đó. Lẽ nào, người thanh niên trước mắt chính là Lâm Thanh Diện khoảng thời gian trước từng cứu Lưu Ly. Lúc này ông ta tự nhiên có thể hiểu, Lâm Thanh Diện và nhà họ Lâm sau lưng anh, rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Đó chính là gia tộc đỉnh trong hàng đỉnh tiêm của cả nước. Khi sự việc đã đến nước này, Lưu Thiên Thê thật sự không cam tâm, ông ta bây giờ cũng phải liều chết. Bởi vì ông ta hiện nay, tuy còn không phải là gia chủ danh chính ngôn thuận của nhà họ Lưu, nhưng đã khống chế cả nhà họ Lưu, người cầm quyền trên thực tế. Cộng thêm hại đại gia tộc mà ông ta bắt tay, nếu như chỉ là xử lý Lâm Thanh Diện, cũng không phải là không có cơ hội thắng. Dù sao nếu như thành công, vậy ông ta có thể trở thành truyền kỳ của cả nhà họ luôn, còn sau đó, lại nghĩ cách che đậy trước là được. Xê dụ hoặc như thế, Lưu Thiên Thê căn bản không có lý do từ chối, ông ta lập tức có can đảm. Thằng nhóc của nhà họ Lâm. Tôi biết cậu có chút năng lực, nhưng tôi cũng không phải là dễ bắt nạt. Cùng lắm, chúng ta cá chết lưới rách. Nói xong lời này, Lưu Thiên Thê cầm điện thoại muốn gọi đi. Lâm Thanh Diện nhìn thấy một màn này, nhíu mày. Xem ra tên này, quả thật có hơi cứng đầu, trái tim sắt rồi. Chương 1178, lại dạy dỗ. Vào lúc này, điện thoại của Lưu Thiên Thê đột nhiên đổ chuông. Ông ta rút ra nhìn. Là một người bạn của ông ta Vương Chiêu Hòa, đồng thời cũng là người liên lạc giữa ông ta với những đại gia tộc kia. Thì ra vừa rồi, Lưu Thiên Thê bị Lâm Thanh Diện đá ra đất, nửa ngày không có đứng lên, ông ta đã ý thức được tình thế không ổn, lén lút gửi tin nhắn cho Vương Chiêu Hòa, hy vọng Vương Chiêu Hòa có thể liên lạc với mấy gia tộc gọi người đến cứu ông ta. Lưu Thiên Thê nhìn thấy số điện thoại này, lập tức nhịn cơn đau trên người mà đứng dậy, trực tiếp mở loa ngoài. Vương Chiêu Hòa, người của mấy gia tộc đó khi nào tới? Vốn dĩ Lưu Thiên Thê cho rằng, Vương Chiêu Hòa gọi điện tới, chắc là báo tin tốt. Người của những gia tộc đó, khả năng đã ở trên đường rồi. Nhưng, rất nhanh giọng nói truyền ra trong điện thoại lại khiến ông ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lưu Thiên Thê, bọn họ bảo tôi nói với ông, sản nghiệp của nhà các ông bọn họ thu lại rồi, nhưng chuyện của ông bọn họ sẽ không quản. Nói xong lời này, Vương Chiêu Hòa cúp máy. Lưu Thiên Thê cầm điện thoại trong tay, cả người đều rơi vào trạng thái sốc. Trước đó đã nói xong xuôi cả rồi, thế nào đột nhiên đám người trợ giúp này lại chọn từ bỏ ông ta? Lưu Thiên Thê hoàn hồn, thật là cảm thấy khóc không ra nước mắt. Vậy thì mọi thứ trước đó ông ta làm, không phải đều là uổng công vô ích hay sao? Hoặc ông còn có thể gọi cho những gia tộc khác hỏi thử xem, có lẽ bọn họ có thể phái người đến cứu ông. Lâm Thanh Diện giơ ngón tay, mở miệng nói. Đúng, có lẽ còn có hy vọng khá. Lưu Thiên Thê không có nửa điểm do dự, lập tức liên lạc với từng người, kết quả mặc kệ gọi cho ai, đều không có người nghe máy. Lưu Thiên Thê không cam tâm, khi thất vọng, đột nhiên một cuộc điện thoại khiến ông ta lấy lại hy vọng. Nhìn rõ người gọi tới, thì ra là con trai của mình. Ông ta vội nghe máy, trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng khóc lóc của con trai. Ba, chuyện lớn không hay rồi. Những gia tộc đó sau khi tiếp quản mấy sản nghiệp của chúng ta thì lập tức vứt bỏ chúng ta rồi. Lưu Thiên Thê hoàn toàn ngốc trệ rồi,
không ngờ mình tính kế người khác, người khác đồng thời cũng đang tính kế mình. Thật ra tất cả những chuyện này, đều lọt vào trong mắt Lâm Thanh Diệt, một người ngay cả gia tộc cũng có thể bán đứng, ai sẽ thật lòng hợp tác với ông chứ? Ông hiểu cái gì, bây giờ xong thật rồi. Lưu Thiên Thê bỗng bị dọa cho ngốc rồi, trong lòng ông ta rất rõ ràng, ông ta sau đây sẽ đối diện với cái gì? Lâm Thanh Diệt, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của cậu có đúng không? Lưu Thiên Thê như phát điên mà bật cười, mở miệng nói. Thằng nhóc nhà họ Lâm, cậu đừng hòng làm gì được tôi, dù sao nhà chúng ta dưới sự dẫn dắt của tôi sắp trở thành gia tộc hàng đầu rồi, sao có thể sẽ xong đời chứ? Lâm Thanh Diện khẽ lắc đầu. Anh sớm đã nghĩ tới, Lưu Thiên Thê sẽ có kết quả này, cũng chỉ có loại thông minh dởm như Lưu Thiên Thê mới đi tin hợp tác với người ngoài. Thời đại này, ai ai cũng đặt lợi ích lên đầu, sao có thể sẽ thành tâm giúp đỡ ông ta? Thật sự chính là người xỉ nói mộng. Bản thân chỉ là tùy tiện tìm vài bạn, truyền ra một ít tin tức nhỏ, Lưu Thiên Thê chuyển rời tư xả cho mấy gia tộc trợ giúp này, bọn họ lập tức xế lật mặt, nhanh chóng sâu xé tư sản dưới tên của Lưu Thiên Thê. Đây chính là điển hình của kiểu trộm gà không thành mất luôn nắm thóc. Lâm Thanh Diện, cậu đợi ở đây, tôi quay về xem, cậu đừng mơ lừa được Huyền. Tôi, Lưu Thiên Thê lập tức xông ra cửa, vừa muốn nhắc nhở Lâm Thanh Diện đừng để Lưu Thiên Thê chạy. Kết quả đầu của Lưu Thiên Thê đập vào cánh cửa của phòng bệnh, sau đó ngã ra đất, cũng không có hơi thở nữa. Lưu Viễn Kiều nằm trên giường nhìn một màn này, không ngừng lắc đầu. Tất cả những chuyện Lưu Thiên Thê đã làm, không chỉ là hủy hoại ông ta, đồng thời sản nghiệp của nhà họ Lưu cũng tổn thất không ít. Nhà họ Lưu to lớn, bị hủy đi như thế, đều tại Lưu Viễn Kiều ngu si. Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh Lưu Viễn Kiều, an ủi Lưu Viễn Kiều. Không sao, nhà các ông còn có thể cứu được. Thật sao, anh Lâm, nhà chúng tôi thật sự còn có thể cứu được sao? Lưu Ly vội vàng đứng dậy, kích động hỏi Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt gật đầu. Gia chủ của nhà họ Vương ở Bắc Tây vào lúc này đang ngồi trên ghế bằng gỗ đỏ rộng rãi, nghe báo cáo của cậu hai Vương Dã Nhạc. Tuy anh ta lần này đến Giang Nam chỉ nhìn thấy hai nhà trong số mấy đại gia tộc, nhưng hai gia tộc này đều đã bị anh ta nói cho lay động rồi, đồng ý để nhà bọn họ quay lại Giang Nam. Trong lòng của Vương gia chủ rất kích động, đem mọi thứ nói cho ba. Được, con lần này làm rất tốt, xem ra vị trí này của ba, sớm muộn sẽ truyền cho con nổ. Vương Dã Nhạc nghe thấy lời này vội vàng khiêm tốn nói. Ba, ba tuyệt đối đừng nói như thế, còn có anh cả xếp trên con nữa. Anh ta tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích. Dù sao anh ta lần này đến Giang Nam, đã hoàn thành nhiệm vụ một cách không tồi, đối với địa vị của anh cả anh ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Càng huống chi Vương gia chủ, vốn càng thích Vương Dã Nhạc, vị trí gia chủ này, rất có khả năng sẽ truyền cho Vương Dã Nhạc. Vương Dã Nhạc đắc ý liếc nhìn về phía anh cả, trong lòng không khỏi nghĩ tới. Bắt đầu từ ngày mai hợp tác với bên phía biên cảnh toàn bộ giao cho con, Vương Dã Nhạc. Vương gia chủ bỗng mở miệng nói. Cảm ơn bai. Nghe thấy lời này giọng của Vương Dã Nhạc cũng bắt đầu run rẩy. Dù sao nhà bọn họ ở biên cảnh có vô số sản nghiệp, quy mô dược thảo của nhà bọn họ sớm đã là bá chủ của chỗ đó rồi. Ba, con cũng muốn tham dò. Người lên tiếng chính là em gái của Vương Dã Nhạc, Vương Tỉnh Tinh. Nếu như nói đứa con trai mà Vương gia chủ thích nhất là Vương Dã Nhạc, vậy thì cô con gái mà ông ta thích nhất chính là Vương Tinh Tinh. Nghe thấy lời này Vương gia chủ nhíu mày, nói. Con đừng quậy, chuyện như này giao cho anh trai con là được. Đúng đó, em, gái, em vẫn là cùng anh cả học tập cách nuôi trồng thảo dược đi. Vương Dã Nhạc cũng mở miệng nói. Sau đó Vương Dã Nhạc cười lạnh một tiếng. Cúi người với Vương gia chủ, ba vây con đi trước. Vương gia chủ gật đầu ngay. Vậy con đi trước đi. Đợi Vương Dã Nhạc đi xa rồi, lão đại mới đi tới, vẻ mặt không vui nói. Ba, nói thế nào con cũng là trưởng. Ba ở trước mặt mọi người, nói như thế, sợ rằng khó lòng phục chúng. Lão đại khuyên, càng huống chỉ, bây giờ em hai được sủng sinh kiêu, ở bên ngoài làm chuyện sang bậy, ba lẽ nào không sợ nó quá cản quấy sao? Vương gia chủ luôn không phải rất thích anh cả của Vương Dã Nhạc, bởi vì cảm thấy anh ta quá nhân từ mềm lòng, không bằng Vương Dã Nhạc hạ thủ tàn nhẫn. Hơn nữa ông ta từng thấy quá nhiều mưa to gió lớn, tự nhiên biết cái gọi mà nhân từ, chẳng qua chỉ là sự tàn nhẫn đối với nhà bọn họ. Người làm việc lớn tuyệt đối không thể nhân từ. Nhưng lão đại, cho dù đến hôm nay,
đều vân phản đối nhà bọn họ và những thế lực của biên cảnh tiến hành giao dịch mật thiết. Những năm này ở Bắc Tây, nếu như nhà bọn họ không phải có những giao dịch này chống đỡ, vậy căn bản không xếp được loại thứ hạng như ngày hôm nay, càng đừng nhắc đến sau này còn muốn quay về Giang Nam. Ba còn chưa có già như vậy. Lão đại, con đây là đang dạy ba làm việc xạo. Vương gia chủ bỗng đập mạnh vào tay vịn của chiếc xe, tức giận quát. Anh cả, anh nói gì thế? Vương Tinh Tinh vội vàng đi tới, bắt đầu không ngừng an ủi vương gia chủ, mở miệng nói. Ba, anh cả không phải là có ý đó. Đồng thời còn dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh cả nhận sai, anh cả cũng ý thức được lời vừa rồi của mình ngu xuẩn cỡ nào, vội mở miệng nói. Ba, con biết sai rồi. Nhưng vương gia chủ căn bản không có ý muốn nhìn anh ta nữa, chỉ nói với Vương Tinh Tinh. Qua mấy ngày nữa cậu ba của nhà họ Trần ở Giang Nam sẽ đến nhà chúng ta cầu thân, đó chính là nhân tài hiếm có. Vương Tinh Tinh chu cái miệng xinh xắn hoàn toàn như pha lê, nhưng con không muốn gả cho anh ta. Hôn nhân đại sự, con không thể tùy hứng. Gia chủ phu nhân vội nói, chuyện cậu chủ của nhà họ Trần sắp tới đây, ba con đã nói từ lâu rồi. Con gái của gia tộc lớn như bọn họ, tình yêu sao có thể tự mình làm chủ, bình thường đều là bị trở thành quân cờ giao dịch mà thôi. Sau lưng của hôn nhân, càng còn liên quan đến sự phát triển của gia tộc trong tương lai, căn bản không do bọn họ làm chủ. Nhà họ Trần ở Giang Nam cũng coi như là đại gia tộc, Vương Tinh Tinh cho dù gả qua đó, cuộc sống cũng sẽ không có hạ thấp. Mẹ của Vương Tinh Tinh cũng là như thế mà gả đến nhà họ Vương, lúc này tự nhiên sẽ không nói chuyện giúp Vương Tinh Tinh. Mẹ, mọi người sao có thể đối với con như thế? Vương Tinh Tinh viền mắt đỏ lên, bật khóc, sau đó chạy ra ngoài, chỉ để lại một câu. Con thà chết, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho anh tan. Bệnh viện. Lâm Thanh Diện đã rời khỏi phòng bệnh, ngồi trong xe của Lưu Ly, nhanh chóng đi tới nhà họ Dương một đại gia tộc khác của Giang Nam. Lưu Ly lái xe thỉnh thoảng dùng ánh mắt long lanh nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng thấp thỏm bất an. Cuộc đối thoại trước đó giữa Lâm Thanh Diện và ba, cô ta nghe rất rõ ràng. Hiện nay sau khi nhà họ Lưu trải qua đại chiến thì trở nên điêu tàn, muốn vực dậy lần nữa, là chuyện rất khó. Có điều có lẽ là lời của anh, có cơ hội này. Mắt của Lưu Ly sáng lên, hỏi Lâm Thanh Diện. Anh Lâm, nhà chúng tôi thật sự còn hy vọng sao? Cô cảm thấy sao? Lâm Thanh Diện nhắm mắt dưỡng thần, không ngừng rèn luyện khí tức thân luyện của mình. Theo anh thấy, một nhà họ Lưu nho nhỏ, anh nếu như muốn, bất cứ lúc nào cũng xây dựng được vô số gia tộc có quy mô này. Lưu Ly nghe Lâm Thanh Diện nói như thế, trầm mặc. Nhà họ Lưu thực lực và tiền bạc hùng hậu, hùng bá một phương, hiếm có đích thủ, lại có ai có thể ngờ, chẳng qua chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, nhà bọn họ sẽ trở thành cái dạng này. Chấn hưng nhà họ Lưu, đối với anh mà nói, chắc không khó. Điều tôi sợ là những kẻ sâu xé sản nghiệp của nhà họ Lưu sẽ bởi vì sợ nhà họ Lưu trả thù, mà cản trở hành động của anh. Lưu Ly cắn môi, dù sao, lòng mạnh không đè nổi đầu rắn, ngộ nhỡ xảy ra sự cố gì, thế lực của anh sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát. Lâm Thanh Diện mỉm cười khinh thường, bình tĩnh nói. Một đám kiến, không cần sợi. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, sau đó mở điện thoại ra, gửi một tin nhắn. Đây là gửi cho quản gia của anh, bảo ông ta sau khi sàn chứng khoán mở, thu mua số lượng lớn cổ phiếu của nhà họ Trần và nhà họ Dương. Cùng lúc này anh cũng gọi điện cho ông Phương, bảo ông ta cử vài thủ hạ xuống, tạo áp lực không ngừng cho hai nhà này. Nhà họ Lưu không thể ngã xuống, những đại gia tộc của Giang Nam, có thể tồn tại nhiều năm như thế, vậy chắc chắn là có một vài nguyên nhân. Bọn họ luôn duy trì sự một loại ước định với nhau, cân bằng vi diệu sự giúp đỡ qua lại. Nếu như nhà họ Lưu lúc này thật sự xảy ra chuyện lớn, sự cân bằng đó chắc chắn sẽ bị phá hỏng. Chương 1179, chế thuốc. Nếu như những gia tộc này cắn nhau cần xé, đừng nói là Giang Nam, sợ rằng kinh tế của cả đất nước, đều sẽ chịu xung kích nhất định, đó là kết quả mà phía trên không muốn nhìn thấy. Có điều Lâm Thanh Diện cũng thấy hơi lạ, nhà họ Dương và nhà họ Trần có thể lăn lộn đến được địa vị này, chắc chắn là có bối cảnh và bản lĩnh nhất định, không phải không biết trong này sẽ có hậu quả như thế nào, nhưng bọn họ vẫn quyết định làm như thế, điều này rốt cuộc là gì cái gì? Sau lưng nhất định có ẩn tình. Suy đi nghĩ lại. Lâm Thanh Diện ngồi ở đằng sau, nghỉ ngơi một lúc. Lưu Ly phát hiện bên cạnh không có động tĩnh, ngoái đầu nhìn, mới phát hiện Lâm Thanh Diện đã ngủ rồi, cô ta tự nhiên hiểu, cho dù là Lâm Thanh Diện, những ngày này không ngủ nghỉ,
quay như trong chóng, cũng đã có hơi mệt mỏi, trong lòng không tránh khỏi có hơi áy náy. Đại bản doanh của nhà họ Dương ở Giang Nam, cùng một thành phố với nhà họ Lưu, nhiều năm nay hai nhà bọn họ tự nhiên cũng sẽ hợp tác làm ăn, cho nên nói Lưu Ly đến nhà họ Dương, cũng coi như là quen đường. Rất nhanh bọn họ đến trước một ngôi nhà tứ hợp viện, Lưu Lý khẽ đánh thức Lâm Thanh Diện. Anh Lâm, chúng ta đến rồi. Lúc này trước mắt Lâm Thanh Diện là một tòa nhà rộng lớn mang kiến trúc cổ kính, hoài niệm, rất có phong vị. Lâm Thanh Diện hơi mở mắt ra, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, từ từ nói, căn nhà cổ này, ngược lại có chút thú vị. Người của nhà họ Dương này, không hổ là đại gia tộc ngang hàng với nhà họ Lưu các cô. Lưu Ly gật đầu, nhưng anh Lâm, vậy chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Ý của Lưu Ly rất là rõ ràng, cô cảm thấy chỉ dựa vào cô ta và Lâm Thanh Diện, sợ rằng không thể đòi lại những tư sản mà nhà họ Dương đã nuốt. Nếu như chọc giận nhà họ Dương, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Chỉ là cô ta xem nhẹ người đàn ông bên cạnh rốt cuộc là có thực lực gì rồi. Chỉ sợ là 10 nhà họ Dương, liên hợp với nhau cũng không thể chiếm được một chút tiện nghi nào trên người anh. Càng huống chi, thể lực sau lưng của Lâm Thanh Diện chính là thứ nhà họ Dương không thể còn chống lại được. Nếu không, chúng ta còn phải tắm rửa thay quần áo, chân thành chuyển lời, mới có thể đi vào sao. Nghe thấy hai từ tắm rửa, gương mặt xinh đẹp của Lưu Ly bỗng đỏ ửng, chỉ cảm thấy nhịp tim đập nhanh. Cô ta không ngờ, cô ta vậy mà có một ngày sẽ vì một câu nói đùa của một người đàn ông mà thất thố như vậy. Người của nhà họ Dương ở đâu? Khi bước vào cửa lớn, giọng nói thản nhiên của Lâm Thanh Diện, rõ ràng lọt vào trong tai của mỗi một người. Trong phòng họp của nhà họ Dương lúc này, một số lãnh đạo cấp trên đang bàn luận, phân chia tài sản căn nuốt được của nhà họ Lưu như nào. Sau khi nghe thấy giọng nói này, hậu bối của nhà họ Dương rất nhanh thì phát hiện, Lâm Thanh Diện và Lưu Ly cũng cùng lúc đi vào. Đứng lại, các người lập tức cản hai người này, chất vấn rõ ràng. Hai người là ai, dám cả gan xông vào nhà họ Dương? Tôi là con gái của Lưu Viễn Kiều Lưu Ly, muốn gặp trưởng lão của nhà họ Dương. Những tiểu bối đó không biết Lưu Ly, nhưng tên của Lưu Viễn Kiều bọn họ lại từng nghe nói, dù sao cuộc họp đang tiến hành hiện nay chính là phân chia làm sao tài sản cắn được của nhà họ Lưu. Ồ, thì ra là cô chủ của nhà họ Lưu. Ha ha, cô hôm nay đại giá quang lâm, chẳng lẽ là nhà họ Lưu ngã xuống rồi, cô muốn đầu quân vào nhà họ Dương chúng tôi sao? Anh nói cái gì hả? Cái gì mà cô chủ nhà họ Lưu? Chẳng qua là con chó của nhà có tang mà thôi. Một tên con cháu của nhà họ Dương, đi đến trước mặt Lưu Ly, cẩn thận đánh giá tư sắc của cô ta, cậu cũng đừng nói linh tinh cậu nhìn đi, Lưu Ly người ta lớn lên xinh đẹp như thế, cô gái như này, đó chính là kiểu tôi thích nhất. Hay là cô đi theo tôi ở nhà họ Dương cũng tính là có ít quyền nói chuyện. Ha ha, anh họ anh muốn ăn một mình thì quá đáng rồi. Nếu như cô Lưu thật sự bằng lòng, hãy là để chúng tôi hưởng thức thử. Tiếng cười châm chọc xung quanh và tiếng sỉ nhục bỗng vang lên. Bọn họ tưởng mình nắm phần thắng, đối với Lưu Ly tự nhiên sẽ không khách sáo. Lưu Ly vừa tức vừa thẹn, sắc mặt đỏ bừng, nhưng bọn họ là người thắng lợi, bất luận sỉ nhục như thế nào, bản thân cũng chỉ có thể lặng lẽ nhẫn nhịn. Tuy nhiên Lâm Thanh Diện lại không nhịn được, chỉ thấy anh thuận tay túm lấy tên con cháu nhà họ Dương đứng ở trước mặt Lưu Ly, ném ra ngoài cửa, phát ra một tiếng vang lớn. Tôi ở bên ngoài, thấy nơi này môi trường không tệ, còn tưởng nhà họ Dương có chút gì đó. Ai biết, thì ra nhà họ Dương đều là loại mặt hàng này. Mọi người nhìn nhau, đều không dám tin vào mắt của mình, người này vậy mà thuận tay túm người thì có thể hất một cái đập hỏng một cánh cửa. Nhất định là cửa này, nhiều năm không sửa, dẫn tới như thế. Không sai, cái loại này, vậy mà dám đến nhà họ Dương ra oai, mau chóng động thủ đánh cậu ta cho tôi. Những người đó tự nhiên không thể biết Lâm Thanh Diện, lũ lượt mở miệng mắng. Lời vừa dứt, mười mất tên tiểu bối lập tức vây lại, Lâm Thanh Diện quả thật cảm thấy buồn cười, một đám danh con này thật sự là ngé con không sợ hổ, anh khế hít một hơi, chỉ một quyền, người đàn ông của nhà họ Dương ở trước mặt liền bay ra ngoài. Người đàn ông áo đỏ cảm thấy xương cốt của mình đều bị gãy mấy cái, tiếng răng rắc phát ra, sau đó bay ra ngoài cửa lớn. Ngã bên cạnh tên con cháu của nhà họ Dương vừa rồi bị Lâm Thanh Diện ném ra, nằm trên đất, không ngừng rên rỉ. Một người đàn ông trung niên béo ục dây CS, nhìn thấy một màn trước mắt này, tức giận chất vấn. Người của nhà họ Lưu các người, hiện nay cây ngã ve sầu bay, cũng dám đến nhà họ Dương chúng tôi gây sự. Tôi thấy hai người là muốn chết rồi.
Cậu nhất định phải giúp chúng cháu làm chủ. Thằng này, vậy mà dám đến nhà chúng ta gây sự. Người đàn ông áo đỏ ngã trên đất, bỗng mở miệng gào lên, Lâm Thanh Diện lại chỉ nhàn nhạt nói. Gây sự, tôi không có cái hứng thú đó, tôi là đến giúp nhà họ Lưu lấy lại đồ. Người đàn ông trung niên nghe thấy lời này, ánh mắt hơi nheo lại, ông ta là Dương Văn Vũ gia chủ của nhà họ Dương, chuyện này lúc đó cũng là ông A phản kế hoạch của Lưu Thiên Thê mà làm. Đương nhiên biết ý tứ của Lâm Thanh Diện là gì. Có điều lúc này, trong lòng Dương Văn Vũ tràn ngập sự khinh thường, nhà họ Lưu đã nuốt vào trong miệng, miếng thịt béo bở như thế sao có thể nhả ra. Cuối cùng, ông ta nhìn sang cô cả nhà họ Lưu bên cạnh, cô cả nhà họ Lưu, cô sao lại đến đây? Nghe thấy lời này, trong lòng Lưu Ly bỗng vô cùng tức giận, vừa muốn mở miệng, Lâm Thanh Diện xua tay với cô ta, nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng tôi hôm nay đến đây không phải là đến ôn chuyện xưa, đem thứ mà các ông không nên lấy dao ra đây, dập đầu mấy cái bồi tội với nhà họ Lưu. Tôi tha cho các người. Chương 1180, còn quay lại. Ha ha, thằng nhóc, tôi thấy nhà cậu có bệnh rồi. Nhà họ Dương chúng tôi không có thói quen xin lỗi. Bên cạnh bỗng có một người vô cùng khinh thường mà mở miệng nói. Dương Văn Vũ lúc này, cười ha hả nói với thủ hạ đó, người trẻ tuổi bọn họ quá ngông cuồng, người của nhà họ Dương chúng ta là người có học thức, chúng ta là dựa vào hợp đồng mà làm. Chuyện này sao có thể chứ? Lưu Ly mặt mày không dám tin, trước đó cô cũng chưa từng nghe nói, có hợp đồng này. Quả thật là như thế, nếu không tin, tự cô đến xem. Dương Văn Vũ mỉm cười nói với Lưu Ly. Đây chính là hợp đồng mà chúng tôi đã ký không lâu trước với người của nhà các cô. Vừa dứt lời, một thư ký lập tức đem hợp đồng đặt ở trước mặt Lưu Ly. Nhìn hợp đồng trước mặt, Lưu Ly lập tức lật ra, bên trên đều có chữ ký của Lưu gia chủ, tên của Lưu Thanh Sơn. Lúc này, ý cười của Dương Văn Vũ càng sâu, bản hợp đồng này là ông ta khi đó kêu Lưu Thiên Thế ép buộc Lưu Thanh Sơn ký, bây giờ đã có hiệu lực. Nhóc à, tôi cũng không biết cậu rốt cuộc có quan hệ gì với nhà họ Lưu. Nhưng nơi này không phải là nơi cậu có thể ra oai. Nếu như có suy nghĩ gì, chúng ta gặp nhau trên tòa. Dương Văn Vũ tự nhiên rõ ràng, bản thân nam ưu thế, xung quanh có vô số tiểu bối. Người đâu, còn không đuổi những thứ rác rưởi này đi. Ai để bọn họ vào hả? Dương Văn Vũ lớn tiếng nói, định kêu những tiểu bối đó, trực tiếp đuổi thằng nhóc Lâm Thanh Diện này đi. Nhưng vừa rồi thực lực mà Lâm Thanh Diện thể hiện ra, đâu có ai dám làm như thế. Sao hả, đàn ông nhà họ Dương không có một ai có cái gan này sao? Dương Văn Vũ rất không hài lòng với sự thể hiện của những tiểu bối này, nhíu mày nói. Bây giờ cũng đã là thời đại nào rồi, cậu là cảm thấy có vài phần công ty quyền cước thì có thể ngang ngược phải không? Nói cho mấy người biết, thời đại này là dựa vào cái đầu. Nghe thấy Dương Văn Vũ nói như thế, tất cả mọi người của nhà họ Dương bỗng mỉm cười. Ánh mắt của người của nhà họ Dương nhìn Lâm Thanh Diện. Giống như đang nhìn một kẻ ngu. Võ công của cậu cao hơn nữa, nhà họ Dương không phải là bị Dương Văn Vũ xoay vòng vòng sao? Anh Lâm, những hợp đồng này nhất định là bọn họ ép gia chủ ký vào. Chuyện này không thể xảy ra được. Lưu Ly vội nói. Vậy thì như thế nào? Hợp đồng này nếu đã ký rồi, thì có hiệu lực pháp lý. Dương Văn Vũ không sợ hãi, nhàn nhạt nói, mau chóng cút về nói với Lưu Viễn Kiêu, đừng tiếp tục vọng tưởng tranh lại cái gì cả. Không có ý nghĩa gì đâu. Nhà họ Lưu các người, coi như xong đời rồi. Lưu Ly tức giận hai mắt đỏ ngầu, nhưng Lâm Thanh Diện lại đưa tay cản cô ta lại. Ông là cảm thấy, thế lực lớn thì có thể làm gì thì làm có phải không? Lâm Thanh Diện nhìn Dương Văn Vũ nói. Đương nhiên, thế lực tài lực hầu hậu thì có thể làm gì cũng được. Dương Văn Vũ cười híp mắt nói, nếu không cậu cảm thấy chúng tôi cả ngày vất vả, là vì cái gì? Chính là vì dẫm lên người như mấy người đó. Được, nếu đã như thế, tôi có vài người bạn, có thể tìm bọn họ nói chuyện với ông. Lâm Thanh Diện rút điện thoại ra, một gọi này là gọi cho Phương Tôn đã liên lạc trước đó, ông Phương, gặp phải một chuyện, làm phiền ông giải quyết. Không lâu trước, mấy đội thần long vệ đã tới bên ngoài cửa của nhà họ Dương. Lẽ nào thằng nhóc này còn chuẩn bị gọi điện gọi người tới? Tôi xem thử cậu có thể gọi được ai tới. Cậu cũng đừng vãi tè, xem thử cậu rốt cuộc có dáng vẻ gì nữa, vậy mà còn muốn gọi người đến, cậu có thể gọi được người nào đến chứ? Lẽ nào là lao công dọn rác trên đường đó sao? Người của nhà họ Dương, lũ lượt mà tới, rõ ràng không tin Lâm Thanh Diện có thể gọi ai tới cả. Vô dụng, gọi ai tới cũng vô dụng,
nhà họ Lưu đã tiêu đời rồi, căn bản sẽ không có ai giúp cậu. Dương Văn Vũ cũng không tin, Lâm Thanh Diện có thể gọi được nhân vật châu bò nào tới. Lâm Thanh Diện cũng lười giải thích, đám người này cho dù anh ra tay giải quyết hết bọn họ cũng chỉ cảm thấy, anh chỉ là võ công cao mà thôi. Sự khác biệt giữa thần cảnh, hóa cảnh và người bình thường, ở trong mắt bọn họ, sợ rằng không có gì khác biệt với những tên đả thủ trong chợ đen. Ở trong con kiến, sao có thể phân biệt sự khác nhau giữa côn bằng và chim lớn? Ngược lại dùng thần long vệ, loại thủ đoạn đơn giản thô bạo này có thể khiến bọn họ đối với anh có một nhận thức mới. Báo cáo Tổng giáo quan, chúng tôi toàn bộ đều đã vào vị trí rồi, đợi chỉ thị tiếp theo của anh. Lâm Thanh Diện rất nhanh thì nhận được tin của Thanh Long Vệ. Minh Quý thần tốc, thần Long Vệ bình thường đều là hành động như lôi điện, càng huống chỉ lần này là đích thân anh hạ lệnh. Ở yên vị trí, đợi thông báo của tôi, vào lúc này, ngoài cửa mấy tiểu bối trước đó bị Lâm Thanh Diện dạy dỗ, vội vàng chạy vào, vẻ mặt vô cùng căng thẳng nói với Dương Văn Vũ. Gia chủ, bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi. Các người hoảng hốt thành dạng gì rồi, từ từ nói với ta là được. Không biết tại sao, bên ngoài nhà chúng ta vậy mà có một đám người ăn mặc kỳ quái. Các người thật là quá không có kiến thức rồi, có vài người đi qua cửa nhà chúng ta, có cần thiết phải hoảng hốt như vậy không? Bỗng chốc người đàn ông trung niên mặt mày vô cùng bất mãn nói. Không phải là mấy người, là từng đội, chỉnh tề chặn ở cửa nhà chúng ta. Hơn nữa trang bị tinh vi, hình như không dễ đối phói. Nghe thấy lời này Dương Văn Vũ bỗng ngây ra, mở miệng nói, ta biết rồi, đây chắc chắn là vì những bạn tốt đó của nhà chúng ta, biết chúng ta gần đây kiếm được không ít, cho nên phái người đến, bảo vệ chúng ta không bị người xấu nhòm ngó. Dương Văn Vũ nhìn Lâm Thanh Diện ở trước mắt, rất nhanh chắc chắn suy nghĩ của mình, ha ha, dù sao thế lực của nhà họ Dương chúng tôi bày ra ở đó. Bọn họ đến, vừa hay đứng lúc. Không sao, các người đi theo ta, ra ngoài nghênh đón bạn của chúng ta. Bầu không khí hiện giờ, lập tức thả lỏng, thì ra những người đó nghe thấy có phân tử vũ trang chặn ở cửa, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều xuất hiện thần sắc căng thẳng, nhưng nghe thấy Dương Văn Vũ nói như thế, bỗng cảm thấy phấn kích. Nhà họ Dương hiện nay, quả nhiên hơn xưa rất nhiều, rất có mặt mũi. Nhóc con như thế nào? Cho dù công phu quyền cước của cậu có giỏi thế nào, cậu dám đối đầu với vũ trang tới bảo vệ chúng tôi không? Dương Văn Vũ hống hách nói, đây chính là uy lực khi có quyền có thế. Nhưng Lâm Thanh Diện căn bản phớt lờ lời của ông ta, chỉ là mở miệng nói với đầu dây bên kia. Các người lập tức bao vây nhà họ Dương lại, bắt Dương Văn Vũ của nhà họ Dương lại cho tôi. Rõ. Căn bản không có đợi những người này phản ứng, rất nhanh người của thần Long Vệ toàn bộ xông vào, đem tất cả mọi người của nhà họ Dương đều khống chế lại. Mà người dẫn đội trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, cung kính hành lễ. Lão đại, lâu rồi không gặp. Lâm Thanh Diện lại chỉ nhàn nhạt gật đầu mở miệng nói. Làm việc đi, xem. Nhìn một màn này trước mắt, tất cả mọi người đều trợn to mắt há hốc mồm, chuyện này sao có thể chứ? Lẽ ế nào những người này không phải là đến bảo vệ nhà bọn họ? Tại sao lại gọi tên khốn rách nát này là lão đại? Ngay cả Lưu Ly cũng không ngờ, vậy mà còn có bối cảnh vũ trang, cô ta nghĩ Lâm Thanh Diện nhiều nhất cũng chỉ là có thể mượn lực lượng của nhà họ Lâm, đến đây uy hiếp nhà họ Dương mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1180.